Ngươi vậy mà vẫn chưa chết. Đưa mắt nhìn ra xa, Lý Mộ Viên nhìn thấy một bóng nam tử trẻ tuổi thân mang trọng thương đang gồng mình từ từ đứng dậy thì không khỏi nhíu mày và có chút khó tin khi đón nhận một trường toàn lực mà chỉ bị trọng thương mà thôi. Là nhờ vào kiện bảo y đó sao? Không vận thiên, người quả thật may mắn khi sở hữu một kiện bảo y như thế. Nếu như người sở hữu là ta thì các ngươi có thể ép ta đến mức này được hay sao? Không vận thiên từ từ đứng dậy, hắn đưa tay lau đi vệt mấu ở trên khóe miệng rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ, Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Mộ Viên mà không hề cảm thấy e sợ mà thay vào đó là một sự phấn khích và thích thú đến lạ thường. Nhìn Hồng Vận Thiên đang cười tựa như đang vui, Lý Mộ Viên nhíu mày. Ngươi cười cái gì, có gì hay để cười hay sao? Hồng Vận Thiên vươn mình một cái rồi hít vào một hơi thật sâu. Sau đó lên tiếng trả lời, một trường vừa rồi đau thật đấy, ta không ngờ ngươi có thể khiến ta bất tỉnh một lúc như vậy. Nhưng mà ngươi đã phạm một sai lầm lớn là không ra tay rất ta ngay lúc đó. Ý của ngươi là gì? Lý mộ viên càng nghe càng cảm thấy khó hiểu nên lên tiếng hỏi lại. Chẳng nhẽ ngươi muốn dùng cơ thể bị trọng thương đó đấu với ta. Như thế chẳng khác gì cha ngươi, muốn đâm đầu vào chỗ chất. Ngươi tự tin đến như vậy sao? Đáp lại, khóe miệng hồng vận thiên khẽ nở một nụ cười đầy khinh thường, nói. Ta cũng mong ngươi lát nữa vẫn giữ được vẻ tự tin như thế này. Còn bây giờ thì bắt đầu trận chiến của ta và ngươi thôi. Lời nói vừa dứt, hồng vận thiên bước chân về phía trước một bước thì ngay lập tức khí tức trên người hắn đột nhiên bộc phát ra ngoài từng chút một và đang không ngừng tăng lên. Mỗi một bước thì khí tức và thực lực lại tăng lên gấp hai lần. Cứ thế, gần 20 bước qua đi thì thực lực của hắn lại trở về thời kỳ đỉnh phong và thậm chí chưa dừng lại ở đó. Nhìn sự khác biệt của Hồng Vận Thiên lúc này khiến Lý Mộ Viên cảm thấy khó tin vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hồng Vận Thiên mà trong lòng có chút nguội lạnh. Thì ra người vẫn còn giấu con át chủ bài, nhưng mà ta muốn nhìn xem, con át chủ bài của người có bao nhiêu phân lượng. Ha ha, như người muốn. Hồng Vận Thiên phá lên cười lớn một tiếng rồi dùng ánh mắt có phần diễu cợt, đáp. Dừng tại bước thứ 20 một lúc, Hồng Vận Thiên bỗng nhấc chân và bước thêm một bước thì khí tức trên người hắn thình lình bộc phát thêm một lần nữa. Điều khiến ai ai cũng cảm thấy khó tin khi hắn vậy mà đột phá bích chướng nhập tinh cực cảnh tầng thứ 5. Chứng kiến một cảnh này, Lý Mộ Viên khẽ nở một nụ cười nhẹ và biểu cảm trên gương mặt có chút khinh thường. Lâm trận đột phá, thiên phú của ngươi đúng là không tệ, nhưng mà ngươi bây giờ mới đột phá thì làm được gì? Vậy sao? Hồng Vận Thiên khẽ cười, trên gương mặt hiện lên vẻ diếu cợt, đáp. Sau đó, Hồng Vận Thiên phát động toàn lực rồi dẫm mạnh chân khiến mặt đất ở xung quanh bị lõm xuống và nứt ra thành từng mảng lớn. Không chỉ dừng lại ở đó, ở sau lưng hắn bỗng có hư ảnh một thứ gì đó trông giống một đôi cánh màu vàng kim. Trong lúc đám người còn bất ngờ thì đôi cánh đó đột nhiên chấn động một cái thì khí tức trên người hắn đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Chỉ trong nháy mắt, khí tức từ tinh cực cảnh tầng năm nay đã xông thẳng đến tới tầng thứ sáu. Đứng ở trong hào quang do lực lượng của đôi cánh phát ra, trên người Hồng Vận Thiên bỗng có một thứ gì đó trông rất giống một hư ảnh của lớp phẩy ở trên tay và móng tay dài ra sắc nhọn vô cùng. Đứng ở ngoài xa, Hồng Vận Thành nhìn thấy sự thay đổi của con trai thì bất giác nở một nụ cười đầy phấn khích. Giống như những lo lắng, những thương tích trên người đều tan biến hết toàn bộ. Quả không hổ là con trai của ta. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng thì con cũng đã thức tỉnh huyết. Mạch, bây giờ thì ta cảm thấy yên tâm khi giao lại trận chiến này cho con rồi. Cùng lúc này, Lý Mộ Viên nhìn thấy sự thay đổi của Hồng Vận Thiên thì hai hàng lông mày khẽ nhíu chặt lại và trong tiềm thức dần cảm nhận được một tia áp lực. Nhìn Hồng Vận Thiên với khí thức khủng bố trên người, khóe miệng Lý Mộ Viên khẽ run lên một cái rồi thốt ra. Thì ra là thế, đáng ra ta phải nhớ đến chuyện này mới đúng chứ. Hồng gia ngàn năm trước từng là siêu cấp thế lực vì dựa vào huyết mạch kim bằng điều mới có thể vượt mặt không biết bao nhiêu đại thế lực. Nhưng mà, ngàn năm trở lại đây thì không có một ai có thể thức tỉnh huyết mạch được nên Hồng gia mới bị đẩy vào tình cảnh lụi tàn, bây giờ thì ta đã hiểu lý do hồng gia không ngại xa xôi để đến bí cảnh này tất cả cũng vì giúp hồng vận thiên thức tỉnh huyết mạch đáng ra ta phải chú ý đến điểm này chứ là ta đã bỏ sót chuyện quan trọng này rồi cho dù ngươi đã thức tỉnh huyết mạch được thì đã sao cảnh giới của ngươi trung quy vẫn còn kém hơn ta lời nói vừa dứt lý mộ viên toàn lực bộc phát khí thức trên người hắn giống như từng cơn phong bạo kịch liệt quét ra xung quanh sau đó lý mộ viên điểm nhẹ chân một cái liền biết mất rồi thình lình xuất hiện ở sau lưng hồng vận thiên và tung ra một quyền cảm nhận một đợt sóng lạnh ở sau lưng truyền lại hồng vận thiên khinh thường hừ nhẹ một tiếng rồi vỗ nhẹ đôi cánh hư ảnh liền cực tốc lao vút lên trời cao nhìn quyền sắp sửa đánh chúng thì thân ảnh hồng vận thiên liền biến mất khiến con người lý mộ viên đột nhiên co rút lại cái gì ngẩng đầu nhìn lên cao lý mộ viên thấy hồng vận thiên đã đạp không đứng ở trên trời cao từ lúc nào mà hắn không hề hay biết không đợi lý mộ viên kịp phản ứng hồng vận thiên đột nhiên quay người đạp mạnh chân rồi lao thẳng xuống chỉ thấy hai cánh tay hóa thành hư ảnh đôi chân với móng vuốt sắc lẹm của kim bàng điều đánh xuống cảm nhận nguy hiểm đang đếm gần lý mộ viên khẽ lách người qua một bên để tránh né và thân ảnh hồng vận thiên lao vút qua người giống như một vệt quang mang mà mắt thường không thể nhìn thấy được tốc độ của ngươi đúng là nhanh thật nhưng không thể đánh chúng ta thì cũng bằng không mà thôi nghĩ bản thân đã tránh được công kích vừa rồi lý mộ viên hứng khởi thốt ra thì đột nhiên dùng mình một cái mộ cảm giác đau nhức và ấm nóng ở trên ngưng truyền lại khiến hắn không kiềm lòng được mà lùi ra sau mấy bước cúi đầu nhìn xuống lý mộ viên thấy trước ngực xuất hiện ba vết cắt từ lúc nào mà không hề hay biết đưa tay lên ôm ngực vẻ mặt lý mộ viên dần trở nên ngưng trọng và dùng ánh mắt khó tin nhìn người thanh niên đạp không đứng ở ngoài xa nhìn dáng vẻ lý mộ viên có phần ngưng trọng hồng vận thiên đắc y thốt ra sao vậy dáng vẻ tự tin của ngươi đi đâu mất rồi sau đó đôi cánh một lần nữa chấn động và thân ảnh hồng vận thiên cứ như một vệt quang mang lao vút đi với một tốc độ nhanh đến mức mà lý mộ viên chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh mỗi lần hồng vận thiên tung chiêu lý mộ viên chỉ có thể lách mình tránh né nhưng gần như không thể được cứ thế Hồng Vận Thiên đã để lại cho hắn ta không biết bao nhiêu vết thương ở trên người. Mỗi một lần tung chiêu, Hồng Vận Thiên thấy Lý Mộ Viên đều phản ứng chậm thì phấn khích vô cùng. Hắn thậm chí không giấu được sự đắc ý trên gương mặt và thốt ra những lời nói với giọng điệu đầy khinh thường. Thế nào, ngươi thấy thực lực của ta hiện tại có đủ sức để chống lại ngươi hay không? Cái dáng vẻ tự tin, cao ngạo bản đầu của ngươi đâu rồi? Đứng nhìn trận chiến ở ngoài xa, đám người nhìn Lý Mộ Viên bị áp đảo thì không kiềm lòng được mà run lên một cái. Họ không phải phấn khích khi nhìn thấy kẻ thù đang bị đánh đến mức không thể phản kháng được mà cái run đó chính là kinh ngạc và giật mình trước thực lực hiện tại. Của Hồng Vận Thiên, nhìn hư ảnh kim bàng điểu ở sau lưng Hồng Vận Thiên, sắc mặt Lâm Tuyết Nhi đột nhiên trở nên trầm xuống, cô nắm chặt tay, nghiến chặt răng và không giấu được sự thất vọng trên gương mặt. Thì ra đây chính là sức mạnh của thức tỉnh huyết mạch. Thì ra đây chính là sức mạnh của thức tỉnh huyết mạch. Bị Hồng Vận Thiên dùng tốc độ cực kỳ nhanh để tấn công, Lý Mộ Viên đưa tay lên che kín lấy phần đầu và từ ngoài nhìn vào thì trông thấy sắc mặt hắn đang càng ngày càng trở nên tối sầm. Trong lúc vẻ mặt hắn đang giống như cho tàn thì đột nhiên, trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh. Cũng đúng lúc này, đám người đứng quan sát trận chiến ở ngoài xa đồng thời cảm nhận được có điều gì đó không đúng đang diễn ra. Khi họ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Mộ Viên thì bị giật mình, trước mắt họ lý mộ viên tuy đang bị hồng vận thiên áp đảo nhưng công kích của hắn gây ra chỉ là những vết thương nhỏ trên da thịt và điều càng đáng sợ hơn là miệng vết thương lại hồi phục một cách nhanh chóng sắc mặt dần trở nên âm trầm hồng vận thành vẻ mặt đăm chiêu thốt ra các ngươi có cùng một cảm nhận với ta không tuy không dám chắc nhưng có một điều gì đó không đúng đang diễn ra khi để ý kỹ hơn hồng vận thành nhìn thấy lý mộ viên đang cười thì giật bắn mình ánh mắt nhìn về phía hồng vận thiên rồi quát lớn một tiếng thiên nhi rời khỏi hắn ta nhanh nghe thấy thanh âm của cha vang vọng hồng vận thiên có chút chứng lại và có chút suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy lý mộ viên chỉ biết hứng chịu mà không thể phản công thì những suy nghĩ ở trong đầu đều đã bị gạt bỏ trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tự tin đáp xin cha hãy yên tâm lý mộ viên bây giờ giống như con chim ở trong lồng rồi nên có thể làm được gì ngay khi thanh âm của hắn vừa dứt thì đột nhiên một giọng nói âm trầm và lạnh lẽo đến thực điểm vang lên vậy sao giật mình hồng vận thiên nhìn lại cổ tay đang bị lý mộ viên nắm chặt thì sắc mặt dần hiện lên vẻ kinh hãi không thôi trong đầu hắn, Lý Mộ Viên chỉ biết thủ thế và không thể phản công từ khi hắn bắt đầu sử dụng sức mạnh huyết mạch cho đến bây giờ. Nhưng chỉ một cái nắm tay này lại khiến Hồng Vận Thiên cảm thấy mọi thứ trước mắt giống như bị sụp đổ hoàn toàn và một cảm giác nguy hiểm đến cùng cực xuất hiện ở trong tâm trí. Trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, hai con người đột nhiên co rút lại và khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra với giọng điệu kinh hãi. Cái gì, ngươi, không để Hồng Vận Thiên kịp nói dứt lời, lý mộ viên dùng ánh mắt tràn đầy sự khinh thường nhìn hắn rồi cười khẩy một cái sau đó lên tiếng cắt ngang ban đầu thì ta có chút bất ngờ khi ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch của gia tộc sau gần một ngàn năm và hơi mong chờ về khả năng thực sự của ngươi nhưng mà khiến ta thấy thất vọng thay tuy huyết mạch của ngươi cũng cường đại và có tốc độ rất nhanh nhưng mà sức tấn công đối với ta thì chẳng có chút uy hiếp nào cả có lẽ ta đã quá kỳ vọng về màn thể hiện của ngươi nhưng vì ngươi quá tự tin và tự cho mình là đúng nên mới không nhận ra điều này không vận thiên ngươi khiến ta cảm thấy rất thất vọng Nói xong, Lý Mộ Viên khẽ dùng lực một cái thì một thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên và cùng với đó là một tiếng kêu thảm của Hồng Vận Thiên. Nhìn thấy Hồng Vận Thiên đang lâm vào nguy hiểm, Hồng Vận Thành nghiến chặt răng rồi tu ra toàn bộ phần lực còn lại và đánh ra một trường. Buông Thiên Nhi ra cho ta, nhìn trường ấn đánh tới, Lý Mộ Viên khinh thường nở một nụ cười nhẹ nói. Như người muốn, Lý Mộ Viên dùng lực kéo Hồng Vận Thiên vào sát người rồi vung cước đá mạnh một cái khiến Hồng Vận Thiên đau đớn phun ra một ngụm máu tươi và bị đá bay về phía trường ấn. Hoa anh nhìn Hồng Vận Thiên bị trưởng ấn mình đánh trọng thương, Hồng Vận Thành nghiến. Chặt răng, trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận vô cùng. Ánh mắt hắn nhìn về phía Lý Mộ Viên mà không giấu giếm sát ý của mình và nói. Lý Mộ Viên, ta chắc chắn sẽ rất chất ngươi, rất ta, đáp lại, Lý Mộ Viên phá lên cười lớn một tiếng rồi dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía đám người và nói. Đám người các ngươi lúc còn đỉnh phong thực lực đã không phải đối thủ của ta chứ đừng nói đến tình cảnh của ngươi hiện tại, Người bây giờ ngay cả đứng còn không vững mà muốn rất ta, đúng là nực cười. Hồng Vận Thành, người đang chọc cười ta hay sao? Liếc mắt nhìn về phía Hồng Vận Thiên trọng thương nằm la liệt trên mặt đất, Lý Mộ Viên vẻ mặt hiện lên sự dữ tợn, nói. Hồng Vận Thiên thức tỉnh huyết mạch đúng là không tệ, nếu rớt chất hắn thì thật sự đáng tiếc. Chỉ bằng ta dùng hắn để lãm thuốc dẫn giúp ta gia tăng thực lực và nếu như đoạt được thiên phú thì tương lai của ta chẳng phải rộng mở hơn sao. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía sáu người rồi nở một nụ cười lạnh, còn các ngươi đối với ta thì chẳng có một chút tác dụng gì vậy nên lý mộ viên vừa nói vừa bộc phát toàn bộ lực lượng của bản thân chỉ thấy hắn ta ngưng tụ một quả cầu chân nguyên lớn ở trong lòng bàn tay rồi hướng thẳng về phía đám người mà đánh và đồng thời quát lớn một tiếng chớt đi nhìn công kích lao xuống hồng vận thiên vẻ mặt hiện lên sự hoảng loạn hai mắt hắn chừng lớn nhìn về phía cha thì tiếc thương vô cùng hắn gồng mình đứng dậy và mong muốn tung chiêu để ngăn lại nhưng mọi thứ đã quá muộn nhìn trường ấn sắt sửa nuốt chừng đám người hai hàng nước mắt dần chảy xuống Hồng Vận Thiên kêu gào. Cha, không, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Hồng Vận Thiên và dáng vẻ không một chút sức lực của đám người khiến hắn cảm thấy phấn khích vô cùng. Hắn thậm chí còn không giấu được mà nở lấy một nụ cười kỳ dị trên gương mặt. Cuối cùng cũng kết thúc rồi, ngẩng đầu nhìn lên cao, Hồng Vận Thành nhìn trưởng ấn đổ ập xuống thì trong mắt hiện lên tự khí và biểu cảm buông bỏ hiện rõ trên gương mặt. Thở dài một hơi, Hồng Vận Thanh khóe miệng đắng chát thốt ra. Thật không cam lòng nhưng kết thúc rồi, nhưng bỗng, một tiếng bước chân vang lên khiến năm người phía ngoái đây nhìn lại. Trong mắt họ, hình ảnh Lâm Tuyết Nhi có vẻ khác thường đang đi nhanh về phía trước. Họ nhìn cô đứng chặn trước mặt thì trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Họ không biết Lâm Tuyết Nhi đang định làm gì khi ai cũng biết rằng tất cả đều không còn chút sức lực nào để chống trả. Lúc này, La Thiên vội đưa tay lên như muốn kéo cô lại và nói. Lâm Tiểu Thư, ngươi, chưa kết thúc đâu, nhưng lời nói của hắn chưa kịp dứt thì Lâm Tuyết Nhi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trưởng ấn đánh xuống trong mắt cô bỗng hiện lên một vệt gì đó chạy xẹt qua trông giống như hình một ngọn lửa đang rực cháy và trên mi tâm hiện lên một đạo ấn ký hình hỏa diệm với từng đường nét trông giống như một đầu hỏa phụng màu đỏ sắc cô chừng mắt một cái thì một đạo hỏa diễm từ trong mắt bộc phát ra ngoài rồi bao trùm lấy cơ thể cô với một khí thức cực kỳ khủng bố đứng tại trung tâm hỏa diễm lâm tuyết nhi cắn răng hét lớn một tiếng ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như thế này đâu ngay lập tức toàn bộ hỏa diễm bao xung quanh cô bỗng ngưng kết lại và hóa thành một đôi cánh rực lửa ở sau lưng sau đó, đôi cánh đột nhiên chấn động một cái thì một cổ khí lực khủng bố quét ra xung quanh và trùng kích thẳng về phía trường ấn. Oanh, hỏa diễm cùng trường ấn kinh khủng va chạm bộc phát ra một tiếng động vô cùng lớn. Điều khiến ai ai cũng phải há hốc mồm kinh hãi vì trường ấn của Lý Mộ Viên vậy mà bị đôi cánh sau lưng cô chấn động liền đánh tan. Khi đám người vẫn chưa hết kinh ngạc thì đột nhiên, ở trên tầng mây đen bỗng xuất hiện hư ảnh một tôn thần thú đẹp đẽ với đôi cánh to lớn và toàn thân được bao bọc bởi một ngọn lửa vĩnh hằng mang theo lực lượng của sự tái sinh vô cùng vô tận hư ảnh tôn thần thú không phải gì khác chính là phụng hoàng ngẩng đầu nhìn lên cao lý mộ viên nhìn thấy hư ảnh phụng hoàng đang tung cánh ở trong hắc vân thì kinh ngạc không thôi nhưng rất nhanh biểu cảm của hắn dần thay đổi và khi cúi đầu nhìn về phía lâm tuyết nhi thì trên gương mặt hắn hiện lên vẻ tham lam huyết mạch phụng hoàng dùng ngươi làm lô đỉnh hoặc dùng để làm thuốc dẫn rút ra huyết mạch thì tương lai của lý mộ viên ta chắc chắn sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp ông trời đúng là đang giúp ta ông trời đúng là đang giúp ta nhìn lâm tuyết nhi đang đứng trong hào quang của một tầng hỏa diễm khủng bố lý mộ viên không giấu được sự phần khích và nở lấy một nụ cười kỳ dị trên gương mặt còn những người khác sau khi nhìn thấy cô có sự thay đổi hoàn toàn khác và khí thức trên người đang dần hồi phục với một tốc độ cực kỳ nhanh và thậm chí còn mạnh hơn trước gấp mấy lần thì khiến ai ai cũng phải há hốc mồm đứng run rẩy ở ngoài xa không vận thiên liếc mắt nhìn về phía lâm tuyết nhi mà trong lòng không kiềm được mà run lên hắn không thể ngờ lâm tuyết nhi không chỉ có thiên phú cực kỳ cao như thế đủ để cô có một tương lai hết sức rộng mở nhưng việc cô bộc phát ra huyết mạch của mình khiến hắn không kiềm lòng được mà run lên và thậm chí còn có ý định cúi đầu khi nhìn thấy cô. Đó chính là áp chế của huyết mạch, nhất là huyết mạch của hắn là kim bằng điều, tuy huyết mạch này không thấp nhưng để so sánh với Lâm Tuyết Nhi lại chẳng khác gì một con đom đóm mà muốn so sánh với Nhật Nguyệt. Sở dĩ hắn có cảm nhận như thế vì trong cấp bậc huyết mạch thì ngoài Long tộc cao cao tại thượng thì Phượng Hoàng chính là huyết mạch đỉnh cấp nhất. Với Long tộc thì đứng đầu vạn thú còn Phượng Hoàng lại chính là chủ tể của bầu trời nhìn hư ảnh phượng hoàng ở trên cao và đôi cánh rực lửa đang chấn động hồng vận thiên không kiềm lòng được liền nuốt xuống một ngụm khí lạnh và trong ánh mắt hiện lên vẻ mong muốn chiếm đoạt khóe miệng hồng vận thiên khẽ run lên một cái rồi thầm thốt ra lâm cô nương ta tuyệt đối sẽ không buông tay trên đời này chỉ ta mới xứng ở bên cạnh ngươi còn đối với bốn người la thiên thì đây tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy những mỗi một lần cô thể hiện ra thiên phú của mình lại khiến họ không kiềm lòng được vì sự tráng lệ và bá đạo của cô đứng nhìn lâm tuyết nhi ở trước mặt hồng vận thành nuốt xuống một hơi Hắn không thể ngờ được rằng, bản thân dẫn người vào bí cảnh để thức tỉnh huyết mạch thì chắc chắn sẽ trở thành thế lực đứng thứ nhất và từ đó phát triển thanh thế của gia tộc. Nhưng hắn không thể ngờ được rằng, trong bí cảnh còn có một người không chỉ có thiên phú cao hơn cả con trai hắn mà thậm chí còn có huyết mạch cao cấp hơn gấp trăm ngàn lần. Trong lòng hắn tự hỏi, nếu như Lâm Tuyết Nhi là người của Hồng gia, được gia tộc hết sức bồi dưỡng thì cô sau này chắc chắn sẽ trở thành cường giả cao nhất cả đại lục và Hồng gia sẽ là thế gia đứng trên hết tất cả. Đến lúc này thì hắn mới hiểu ra, lý do con trai hắn lại hạ thấp mình cầu xin hắn dẫn người tới đây. Nghĩ đến đây, Hồng Vận Thành bất giác nở một nụ cười lạnh nói. Rất đáng, rất đáng. Quay lại với trận chiến, Lý Mộ Viên Hiếu kỳ nhìn cô rồi lên tiếng. Cùng một thời điểm nhìn thấy hai người thức tỉnh huyết mạch. Đúng là cảnh tượng xưa nay hiếm thấy. Ta cảm thấy rất hiếu kỳ, Phượng Hoàng huyết mạnh sẽ mạnh hơn huyết mạch kim bằng điều là bao nhiêu. Mong rằng ngươi đừng khiến ta cảm thấy thất vọng. Lời nói vừa vứt, Lý Mộ Viên vung tay ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một trưởng mang theo năm thầy uy lực với biểu cảm đắc ý trên gương mặt. Ngẩng đầu nhìn trưởng ấn đánh xuống, Lâm Tuyết Nhi hít vào một hơi thật sâu rồi. Nghiến chặt răng đáp lời, như người mong muốn, đặt nhẹ tay lên chuôi kiếm, Lâm Tuyết Nhi dứt khoát rút ra sau đó điểm nhẹ đầu ngón tay mang theo chân hỏa phượng hoàng khiến lưới kiếm đỏ hồng toát ra một cổ lực lượng kiếm ý kết hợp với chân hỏa và bộc phát ra một cổ khí tức bằng bạc, cường đại vô cùng. Trường lớn mắt, lâm tuyết nhi dẫm mạnh nhân một cái rồi một người một kiếm xông thẳng về phía trường ấn đôi cánh chấn động thân ảnh lâm tuyết nhi hóa thành một màn quang vao lao vút lên cao và đồng thời vung kiếm lưỡi kiếm đỏ hồng ánh lên đánh ra một đạo kiếm mang vừng mang theo kiếm ý khủng bố và vừa mang theo lực lượng của chân hỏa ai ai nhìn thấy một kiếm này đều cho rằng thực lực của người triển phải là tinh cực cảnh tầng năm trở lên oanh kiếm trưởng giao phong kịch liệt bộc phát ra từng đợt kinh khí quét ra xung quanh nhưng rất nhanh, trường ấn của Lý Mộ Viên dần hiện lên những vết nứt và bị kiếm mang bổ ra thành hai nửa và tiếp tục đánh tới. Lao qua lỗ hồng trường ấn, Lâm Tuyết Nhi gồng mình tiếp tục đánh ra bốn đạo kiếm mang đánh tới. Chỉ thấy mỗi đạo đều mang theo lực lượng có thể diệt sát cả tinh cực cảnh tầng thứ ba một cách dễ dàng. Nhìn năm đạo kiếm mang đánh tới, Lý Mộ Viên có phần đắc ý, nói. Uy lực đúng là không tệ nhưng chỉ với trường này mà muốn đánh với ta thì còn quá kém. Lời nói vừa dứt, lý mộ viên vung tay đánh ra một đạo kình khí hướng thẳng về phía năm đạo kiếm mang và trực tiếp chấn diệt hết tất cả ở trên không trung năm tiếng nổ lớn vang lên và một màn hỏa diễm bộc phát nhìn kiếm chiêu dễ dàng bị phá hủy sắc mặt lâm tuyết nhi dần trở nên âm trầm và trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi cô cắn răng gồng mình và tiếp tục bộc phát chân nguyên thật không ngờ sử dụng huyết mạch lại hao tổn nhiều sức lực đến như vậy nếu như ta thức tỉnh sớm và sử dụng nhiều thì cái cảm giác này đâu có xảy ra cứ như thế này thì không ổn thực lực của Lý Mộ Viên quá mạnh nên ta không thể kéo dài lâu được. Nếu không người chất sẽ là ta. Suy nghĩ vừa dứt, Lâm Tuyết Nhi chấn động cánh tiếp tục lao đến và đang không ngừng bộc phát chân nguyên của mình ra ngoài. Nhìn cô tiếp tục đánh tới, Lý Mộ Viên khẽ nở một nụ cười nhẹ, nói. Phải đúng như thế này chứ. Nói xong, hắn dẫm mạnh chân sông thẳng về phía cô và trong tay ngưng tụ hai quả cầu chân nguyên lớn. Trên đường lao tới, hắn vung tay ném hai quả cầu mang theo bảy phần lực lượng đánh thẳng về phía cô cắn răng phát lực, Lâm Tuyết Nhi chỉ mũi kiếm lên cao rồi tung ra đại chiêu. vô tịch kiếm điển, đệ nhất thức, phần ly kiếm, nhìn hai quả cầu đánh tới, Lâm Tuyết Nhi chừng mắt phung ra một kiếm. Kiếm mang mang theo hỏa diễm khủng bố trùng kích, chỉ thấy những nơi kiếm mang đi qua khi khu vực xung quanh đều bị chấn động một cách kịch liệt và hai quả cầu đó tuy mạnh nhưng để so với kiếm chiêu khủng bố lại chẳng là gì. Nhìn chiêu thức của mình bị phá hủy một cách dễ dàng, Lý Mộ Viên nhìn cô lộ vẻ bất ngờ. Kiếm chiêu này thật sự đáng sợ, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một loại kiếm chiêu khủng bố như thế này. Nói không ngoa thì một kiếm này có thể xưng vô địch trong cùng cảnh giới. Nhưng người càng mạnh mẽ thì ta càng thích, không tệ, không tệ, tiếp tục lao dến, Lý Mộ Viên nở một nụ cười nhẹ, nói. Nếu như ngươi có thể phá được chiêu bảy phần lực của ta thì đến tám phần thử xem như thế nào. Phong tay đánh ra một quyền, Lý Mộ Viên nhìn cô với một ánh mắt đầy mong chờ. Khón kiếp, cứ như thế này thì không được mất, ta phải nhanh lên, nhìn quyền kình đánh tới, Lâm Tuyết Nhi thở dốc, trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi và thoát lực. Gồng mình chống đỡ, Lâm Tuyết Nhi bộc phát toàn lực. Chỉ thấy hào quang hỏa diễm trên người thình lình bộc phát hóa thành một đầu phượng hoàng bao trùm lấy cô và tản mát một cổ lực lượng mạnh mẽ vô. Cùng, đứng tại trung tâm, Lâm Tuyết Nhi cắn răng, đầu ngón tay điểm nhẹ lên lưới kiếm rồi tiếp tục thi triển đại chiêu. Vô tịch kiếm điển, đệ tam thức, vô tự kiếm pháp, hai mắt cô nhắm chặt và trong đầu hiện lên dáng vẻ của đế nguyên quân đang vung kiếm, Lúc đó, hắn dùng cảnh giới thấp dùng một kiếm có thể bổ đôi cả một tòa sân nhạc và cô lúc này sử dụng vô tự kiếm pháp để diễn hóa lại một kiếm đó với uy lực mạnh hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Dẫm mạnh chân, Lâm Tuyết Nhi ướn người, hai tay nắm chặt chuôi kiếm rồi bổ xuống một cái. Mộ đạo kiếm mang khủng bố nhất từ trước đến nay hiện thế ngay trước mắt đám người. Nhất kiếm đánh ra toàn trường tĩnh lệch, thiên địa run rẩy vì sợ hãi. Kiếm mang trực tiếp đánh xuống bổ đôi quyền kình của Lý Mộ Viên một cách dễ dàng không chỉ phá tan chiêu thức và kiếm mang này còn trực tiếp bổ thẳng về phía Lý Mộ Viên với uy lực vẫn đỉnh phong như lúc vừa mới được tung ra. Nhìn chiêu thức của mình bị phá một cách dễ dàng và cảm nhận uy lực khủng bố của một kiếm này. Lý Mộ Viên toàn thân run lên một cái, trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng và con ngươi dần co rút lại. Trong tâm trí hắn lúc này mới nhận ra, Lâm Tuyết Nhi không phải dạng tầm thường như những gì hắn ta nghĩ mà trái lại là đằng khác. Tuy cảnh giới của cô chỉ là tinh cực cảnh tầng một đỉnh phong nhưng lại có thể tung ra một kiếm mà khiến hắn ta cảm thấy bị uy hiếp nhiều đến như thế không suy nghĩ nhiều lý mộ viên dứt khoát nhảy qua một bên để tránh né nhưng khi hắn vừa lách qua và cảm nhận một kiếm bay sượt qua mà vẫn có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ đến nhường nào ngoái đầu nhìn lại lý mộ viên nhìn xuống phía bên dưới thì nhìn thấy mặt đất bị bổ ra thành hai nửa sâu đến mức không thấy đáy thì kinh hãi không thôi trong đầu hắn bất chợt hiện lên một cảnh nếu bản thân vừa rồi không tránh kịp thì hậu quả thật sự khó nói liếc mắt nhìn về phía lâm tuyết nhi lý mộ viên hạ thấp giọng nói ngươi nhưng không đợi hắn kịp nói dứt lời lâm tuyết nhi đã đạp không đánh tới và thanh kiếm trong tay liên tiếp đánh ra từng đạo kiếm mang mang theo uy lực mạnh mẽ vô cùng vô tịch kiếm điển đệ nhị thức vô tương kiếm pháp phung kiếm đánh loạn xạ nhưng mỗi một kiếm đều không khác gì một kiếm chiêu địa cấp cục kỳ mạnh và khiến lý mộ viên cảm thấy kinh hãi vô cùng hắn thậm chí không có thời gian để phản công vì kiếm chiêu này quá mạnh và không có bất cứ điểm yếu nào cả khón kiếp bộc phát toàn lực lý mộ viên cắn răng quát lớn một tiếng rồi liên tục đạp không để tránh né và ở sau lưng hắn ta là lâm tuyết nhi cùng một kiếm đang đánh tới Lúc này, chỉ cần hắn ta sơ sẩy một chút thì sẽ nhận hậu quả thật khôn lường. Càng đánh, Lý Mộ Viên càng bị Lâm Tuyết Nhi dồn vào thế hạ phong và càng khiến hắn cảm thấy tức giận. Người đây là đang muốn chết, không lựa chọn tránh né, Lý Mộ Viên dứt khoát quay người và tung một trường toàn lực đánh thẳng về phía Lâm Tuyết Nhi. Cơ hội, nhất kiếm này phải rất chất hắn bằng không người chất sẽ là ta. Không còn gì để mất, Lâm Tuyết Nhi nhì cắn răng hét lớn một tiếng. Cô bộc phát toàn bộ lực lượng vào trong một kiếm này rồi đánh ra ta sẽ không chất, nhất kiếm vừa ra, toàn trường tĩnh mịch, thiên địa run rẩy. Ta sẽ không chất, vô tịch kiếm điển, đệ nhị thức, vô tương kiếm pháp, Lâm Tuyết Nhi cắn răng, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Lý Mộ Viên đang lao tới. Bất chợt, cô giẫm mạnh chân một cái rồi hít vào một hơi thật sâu và sau đó vung kiếm đánh ra liên tiếp 10 đạo kiếm chiêu. Mỗi một kiếm đều mang trên mình uy lực khủng bố vô cùng. Kinh khủng đến mức có thể diệt sát cả cường giả tinh cực cảnh tầng 5. Nhìn kiếm mang lao đi, Lâm Tuyết Nhi hơi cúi người, đôi cánh ở sau lưng bùng phát hai đạo hỏa diễm tạo thành một đôi cánh dài gần tới 10 trượng rồi bo lấy một quả cầu. Ở xung quanh, nhất kiếm này phải rất chất hắn, bằng không thì kẻ chất sẽ là ta. Đứng tại trung tâm, Lâm Tuyết Nhi dốc lực lao thẳng về phía Lý Mộ Viên. Nhìn Lâm Tuyết Nhi cùng 10 đạo kiếm mang khủng bố đánh tới khiến Lý Mộ Viên kinh hãi không thôi. Hắn vừa rồi chứng kiến hai kiếm đã đủ sức khiến hắn phải khiếp hãi nhưng để so với kiếm chiêu này thì vẫn còn kém xa. Ngươi, giữ chiêu thật sâu, ta tự hỏi, người tung ra liên tiếp ba đại kiếm chiêu mạnh như thế này thì còn lại bao nhiêu chân nguyên sắc mặt dần trở nên nguội lạnh và âm trầm lý mộ viên không lựa chọn đối đầu trực tiếp mà dứt khoát quay người đạp không bay ra xa để tránh né cùng với một nụ cười lạnh trên gương mặt đợi ngươi hao hụt hết chân nguyên thì đó chính là lúc ta ra tay ha ha nhìn lý mộ viên bỏ chạy lâm tuyết nhi nghiến chặt răng trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi và biểu cảm không cam lòng đúng như những gì hắn ta vừa nói Tuy cô bộc phát ra huyết mạch của bản thân để gia tăng thực lực lên gấp nhiều lần nhưng đây chỉ mới là lần đầu tiên cô sử dụng nên bản thân đã sinh ra không ít bài xích và khả năng của huyết mạch chỉ mới một phần nhỏ mà thôi. Nếu như cô hoàn toàn nắm giữ lực lượng khủng bố của huyết mạch thì Lý Mộ Viên có thể sống được qua chiêu thứ hai hay sao? Nhưng điều đó chỉ đúng khi cô hoàn toàn nắm giữ huyết mạch nhưng với tình hình hiện tại thì việc sử dụng huyết mạch đạt tới trình độ này đã quá đủ để chứng minh thiên phú tuyệt luân của cô. Khón kiếp, cứ như thế này thì không ổn, ta hiện tại chỉ có thể duy trì được thêm một lúc nữa thôi phải đánh nhanh thắng nhanh, nhìn Lý Mộ Viên càng ngày càng xa, Lâm Tuyết Nhi cắn răng, trên gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tuyết Nhi dứt khoát thu lại quả cầu hỏa diễm bao bọc ở xung quanh và ngưng kết lại thành đôi cánh ở sau lưng. Sau đó, cô giẫm mạnh chân rồi lao vút về phía trước giống như một mũi tên xé gió cùng với 10 đạo kiếm mang đuổi tới ở sau lưng. Tưởng chừng bản thân dốc hết sức để chạy trốn thì có thể tránh thoát được nhưng đột nhiên, một cảm giác nguy cơ trùng trùng từ sau lưng truyền tới khiến Lý Mộ Viên phải dùng mình kinh hãi. Liếc mắt nhìn ra sau, hắn bất ngờ vì Lâm Tuyết Nhi đã áp sát lại gần mà hắn không hề hay biết. Thậm chí tốc độ của cô hiện tại còn nhanh hơn hắn không ít. Biết bản thân khó tránh, Lý Mộ Viên quay người, hắn bộc phát toàn lực rồi đánh ra liên tiếp 10 đạo quyền ấn hướng thẳng về phía kiếm mang. Còn bản thân hắn ta thì lao nhanh về phía Lâm Tuyết Nhi dùng hết toàn lực đánh ra một trường. Nhìn Lý Mộ Viên lao tới, Lâm Tuyết Nhi không một chút sợ hãi liền dẫm mạnh chân và bộc phát hết phần chân nguyên còn lại rồi quát lớn một tiếng. Phá, oanh, liên tiếp, từng tiếng động kinh thiên vang lên, từng quyền từng kiếm va chạm bộc phát ra từng đợt dư chấn khiến khu vực xung quanh phải rung chuyển một cách kịch liệt và mặt đất thì nứt ra thành từng mảng lớn rồi sụp xuống thành một hố sâu lên đến hàng chục trượng kiếm mang kinh khủng đánh tan toàn bộ quyền ấn rồi tiếp tục lao thẳng về phía lý mộ viên như thế trẻ tre và sát cơ vô cùng nhìn công kích của mình bị phá một cách dễ dàng và mười đạo kiếm mang vẫn hừng hực khí thế thì cảm thấy kinh hãi vô cùng hắn không thể ngờ bản thân sử dụng toàn lực mà vẫn không thể ngăn cản được chỉ biết cắn răng để tránh né Lý Mộ Viên lách mình qua từng đạo kiếm mang nhưng những cố gắng của hắn ta gần như đều bằng không. Tuy đã tránh được hết tất cả điểm chí mạng nhưng chỉ mỗi phong mang của kiếm chiêu cũng đủ để khiến hắn bị trọng thương nặng. Trên người hiện lên 10 miệng vết thương lớn và một phần cánh tay gần như dã đứt lìa. Lý Mộ Viên đau đớn, toàn thân run rẩy kịch liệt và khí thức trên người đang không ngừng giảm xuống. Chớp lấy thời cơ hắn ta không thể cử động, Lâm Tuyết Nhi dốc hết toàn bộ sức lực còn lại lao đến, hai tay cô nắm chặt chuôi kiếm rồi đưa lên cao và thình linh bổ xuống. Đứng quan sát ở phía bên dưới, đám người nhìn Lâm Tuyết Nhi sắp sửa rớt chất lý mộ viên thì không thể giấu được sự vui mừng trên gương mặt. Ánh mắt họ nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi với một ánh mắt đầy ngưỡng mộ rồi nhìn Lý Mộ Viên với ánh mắt đầy sự khinh thường và hắn trong mắt họ gần như đã là người chất. Chuyện tổng tài, không giấu được sự phấn khích, Hồng Vận Thành hét lớn. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng kết thúc, Lý Mộ Viên, người đâu thể ngờ được tới cảnh này đúng không? Ta phải công nhận, người là người rất có thực lực và tâm cơ nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì cũng chỉ có một con đường chất mà thôi la thiên cùng đám người nghe thấy thế thì không từ chối ai ai cũng gật đầu và xem trận chiến này đã chính thức kết thúc với cái chất của lý mộ viên cùng với đó là ánh mắt đầy sự phấn khích hào hứng và không thể tin được trước sức mạnh của lâm tuyết nhi hiện tại nhưng họ đâu có thể ngờ được một điều trận chiến chỉ kết thúc khi lý mộ viên bị rớt chất ngay khi lưỡi kiếm còn cách lý mộ viên không đến hai cái găng tay thì lâm tuyết nhi đột nhiên bị khựng lại cơ thể cô lúc này giống như bị hàng ngàn hàng vạn sợi dây vô hình cuốn chặt và khiến cô không thể cử động được thinh linh, đôi cánh hỏa diễm ở sau lưng dần dần tan biến và khí tức trên người triệt để biến mất. Sau đó, Lâm Tuyết Nhi hộc ra một ngụm máu lớn rồi trực tiếp quỵ xuống. Hai mắt cô vô lực từ từ đóng chặt lại rồi từ trên cao rơi thẳng xuống đất. Nhìn thanh kiếm trong tay rơi ra và nhìn về phía Lý Mộ Viên chỉ còn một hơi tàn thì mọi thứ trước mắt cô gần như sụp đổ. Tại sao lại đúng lúc này chứ? Khón kiếp, cho ta thêm một lúc nữa thôi, chỉ cần một tích tắc thôi cũng đủ rồi. Nhưng, hai mắt nhắm chặt lại, Lâm Tuyết Nhi hoàn toàn mất đi ý thức rồi rơi xuống và nằm bất động ở trên nền đất. Lâm Tiểu Thư, nhìn cô nằm bất động ở ngoài xa, đám người hốt hoảng hét lớn. Năm người La Thiên dùng chút sức lực còn lại chạy nhanh về phía cô để kiểm tra tình hình. Còn Hồng Vận Thành lúc này thì ngẩng đầu nhìn về phía Lý Mộ Viên không một chút động tĩnh thì sắc mặt dần trở nên nguội lạnh. Tuy bản thân chỉ mới tỉnh dưỡng được một lúc và hồi phục được một chút chân nguyên, nhưng đối với hắn thì trường này đã đủ rồi. Dứt khoát đạp không xông thẳng về phía Lý Mộ Viên, Hồng Vận Thành ngưng tụ lượng chân nguyên ít ỏi ở trong lòng bàn tay rồi đánh thẳng về phía lồng ngực của hắn ta và quát lớn. Lý Mộ Viên, chất đi, ngay khi quyền kình sắp sửa đánh tới, Lý Mộ Viên gần như đã bước chân vào tử môn quan bỗng bừng tĩnh, hai mắt hắn ta đục màu từ từ mở lớn và nhìn về phía Hồng Vận Thiên. Khóe miệng hắn ta khẽ run lên một cái rồi thều thào thốt ra. Chỉ dựa vào, ngươi, thanh âm run giấy vừa thốt ra, Lý Mộ Viên dùng hết toàn bộ phần chân nguyên còn lại tạo thành một màn chắn bảo vệ để ngăn chặn. Oanh, thanh âm quyền kình đánh mạnh lên màn chắn và khiến màn chắn hiện lên từng vết nứt lớn. Cố gắng vô ích, chịu chất đi, nhìn màn chắn chân nguyên sắp bị đánh nát, hồng vận thành quát. Nhưng khi màn chắn sắp sửa sụp đổ hoàn toàn thì tay trái hắn từ từ đưa lên miệng và trong tay chính là một viên đan dược màu đen. Đừng có mơ, nhìn thấy trong tay hắn ta, hồng vận thành chấn kinh thốt ra. Giang giác, thanh âm màn chắn chân nguyên hoàn toàn sụp đổ, hồng vận thành tung quyền đánh xuống nhưng mọi thứ đã quá muộn. Nuốt xuống viên đan dược, Lý Mộ Viên thình lình trừng lớn mắt một cái rồi vung tay nắm chặt lấy cổ của Hồng Vận Thành rồi cười lớn một tiếng. Quá muộn rồi, giang giác, ngươi, sau đó, hắn ta dùng lực bóp mạnh một cái liền khiến xuông cốt hoàn toàn vỡ nát. Hồng Vận Thành hộp ra từng ngụm máu lớn, hắn chưa kịp thốt ra thành câu thì. Trực tiếp rủ xuống và hoàn toàn mất đi sinh cơ, ném thi thể Hồng Vận Thành xuống đất, Lý Mộ Viên phấn khích hét lớn. Đúng là ông trời chưa tuyệt đường sống của ta. Ha ha, nhìn thi thể Hồng Vận Thành ở ngoài xa, Hồng Vận Thiên triệt để sụp đổ, hai hàng nước mắt không kiềm được liền chảy ra. Hắn gần như chất lạnh trong một khoảnh khắc và một cơn đau quá thắt tới tận tâm can khiến hắn bừng tỉnh rồi hét lớn một tiếng đầy thê lương. Cha, ôm chặt thi thể cha, Hồng Vận Thiên vẻ mặt hiện rõ sự bi thương. Hai hàng nước mắt trên gương mặt cứ thế lăn dài trên gương mặt. Trong giây phút đó, mọi thứ trước mắt hắn gần như sụp đổ, một cảm giác đau đớn thấu tận tâm can dần bao trùm lấy tâm trí và quả tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt. Đặt thi thể cha nằm thẳng xuống, Hồng Vận Thiên gồng mình đứng dậy, vẻ mặt âm trầm liếc nhìn về phía Lý Mộ Viên với một ánh mắt căm phẫn tới cùng cực. Biến sự đau khổ thành sức mạnh, Hồng Vận Thiên nghiến chặt răng khiến một dòng máu tươi chảy xuống rồi hét lớn một tiếng. Thinh linh, khí tức trên người hắn ta giống như một cơn phong bạo quét ra ngoài và đang không ngừng tăng lên. Chỉ trong nháy mắt, thực lực của hắn đã quay lại đỉnh phong và đang không ngừng tăng lên. Chẳng mấy chốc, cảnh giới hắn hiện tại đã đạt tới tầng thứ 6 trung kỳ và hư ảnh kim bằng điều to lớn hiển hiện với đôi cánh lớn đang chấn động siết chặt hai nắm tay, Hồng Vận Thiên căm phẫn lão về phía Lý Mộ Viên và quát. Lý Mộ Viên, ta sẽ rất ngươi, ngưng tụ hai đạo chân nguyên vào trong lòng bàn tay, Hồng Vận Thiên liên tiếp đánh ra 10 đạo quyền kinh thẳng hướng về phía Lý Mộ Viên mà đánh với một quyền như thế đều mang trên mình uy lực khủng bố vô cùng. Nhìn Hồng Vận Thiên đánh tới, Lý Mộ Viên khẽ cao mày, trên gương mặt hiện rõ sự kinh hãi rồi thốt ra. Hồng Vận Thiên, cho dù ngươi thiêu đốt tinh huyết thì cảnh giới vẫn còn thấp hơn ta. Muốt sắt ta, chỉ dựa vào ngươi, nói xong, Lý Mộ Viên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hắn dứt khoát quay người rồi lao thẳng về phía Hồng Vận Thiên mà đánh. Trên đường lao đến, hắn ta vung tay đánh ra 10 đạo trưởng ấn hướng thẳng về phía quyền kinh và bản thân thì lao thẳng về phía Hồng Vận Thiên. Oanh, liên tiếp, từng thanh âm va chạm kịch liên vang lên và bộc phát từng đợt dư âm khủng bố vô cùng. Từng đạo công kích va chạm mãnh liệt không bên nào chịu yếu thế rồi bùng nổ thành từng tiếng nổ lớn rồi triệt tiêu lẫn nhau. Còn về phía hai người, Lý Mộ Viên nhờ vào khả năng của đan dược nên thực lực của hắn ta hiện tại đã quay trở lại đỉnh phong còn Hồng Vận Thiên thì mượn sức mạnh của huyết mạch và sự cam phẫn để gia tăng thực lực nên cả hai người gần như cân tài cân sức. Liên tiếp, hàng chục hàng trăm chiêu được hai người tung ra nhưng không một ai chịu yếu thế. Khác với sự nhàn nhã, công kích có phần trầm sâu của Lý Mộ Viên, Hồng Vận Thiên lúc này giống như hóa thành một đầu hung thú vừa mãnh liệt vừa mạnh mẽ và điên cuồng vô cùng từng đạo công kích của hắn đều mang trên mình sát cơ vô cùng to lớn và chỉ cần sơ sẩy một chút thì Lý Mộ Viên cho dù có mạnh đến đâu cũng không thể chịu được. Đưa tay ngăn lại công kích, Lý Mộ Viên vung chân đá bay Hồng Vận Thiên ra xa rồi nói với một giọng điệu đầy khinh thường. Nếu như ngươi giữ được sự bình tĩnh như lúc đầu thì ngươi chính là sự uy hiếp rất to lớn nhưng với tình trạng của ngươi hiện tại thì chẳng khác gì một con thú điên loạn, tấn công loạn xạ. Ngươi nghĩ dựa vào sự điện loạn như thế này mà muốn rất ta. Đúng là nực cười, ngươi câm miệng, đạp không ổn định cơ thể, Hồng Vận Thiên nghiến chặt răng, trên gương mặt hiện lên từng sợi gân xanh và từ sợi tơ mấu hiện lên ở trong mắt. Sau đó, hắn tiếp tục thiêu đốt tinh huyết để bộc phát lực lượng rồi tiếp tục xông lên. Hai tay hóa ưng chảo và được một lượng chân nguyên, khủng bố bao trùm, hư ảnh đôi cánh lớn ở sau lưng hắn chấn động mạnh một cái liền lao vút về phía Lý Mộ Viên với một tốc độ nhanh đến mức mà trong mắt hắn ta chỉ kịp nhìn thấy một vệt quang mang đang lao đến. Không kịp phản ứng, Lý Mộ Viên bị ưng chảo đánh trúng và trên ngực hiện lên ba cái lỗ máu lớn. Trong giây phút vừa rồi, nếu như hắn ta không kịp đưa dây ra bắt lấy cổ tay của Hồng Vận Thiên thì một kích vừa rồi đã đánh xuyên qua lồng ngực. Lý Mộ Viên khẽ nhíu mày, trên gương mặt hiện rõ sự đau đớn. Hắn ta nghiến chặt răng rồi hít vào một ngụm khí lạnh và sau đó quát lớn. Hồng Vận Thiên, hắn ta vừa quát vừa bộc phát toàn bộ thực lực, hai tay nắm chặt cổ tay Hồng Vận Thiên và bóp chặt. Răng rác, liên tiếp, từng thanh âm xương cốt nứt vỡ vang lên. Hồng Vận Thiên đau đớn hét lên một tiếng nhưng rất nhanh liền gạt bỏ cảm giác đó qua một bên. Chỉ thấy hắn cắn chặt răng, tay trái đưa lên, năm đầu ngón tay hóa thành ưng chảo đâm thẳng về phía cổ họng Lý Mộ Viên. Cảm nhận được một cổ nguy cơ to lớn đang ập tới, Lý Mộ Viên dùng lực hất tay phả Hồng Vận Thiên ra ngoài rồi dùng chân đá mạnh khiến hắn rơi xuống từ trên cao và đập mạnh lưng xuống mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Cúi đầu nhìn xuống ba lỗ mấu ở trên ngực, Lý Mộ Viên dùng mình phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ta không thể ngờ được rằng, Hồng Vận Thiên vậy mà tung ra một chiêu hiểm đến như thế. Nếu như hắn không kịp phản ứng và ngăn lại thì mạng của hắn hiện tại có lẽ đã mất rồi đưa tay lên ôm ngực lý mộ viên vẫn không giấu được sự kinh hãi của mình ánh mắt hắn nhìn xuống phía bên dưới và để lộ ra sự tức giận rồi thốt ra không vận thiên ngươi hay lắm nhân lúc ta lơ là liền tung ra hiểm chiêu như thế nếu như ta vừa rồi không phản ứng kịp thời thì bây giờ đã chất dưới tay của ngươi nhưng đó chỉ là một lần sơ sẩy của ta mà thôi ngươi bây giờ đừng mong ta để lộ sơ hở một lần nào nữa ánh mắt dần trở nên nguội lạnh Lý Mộ Viên dẫm mạnh chân đạp không lao xuống với hai tay ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên tạo thành hai quả cầu rồi sau đó ném xuống. Nhìn hai quả cầu đánh tới, Hồng Vận Thiên nhăn mặt, cơ thể đau nhức gồng mình đứng dậy. Tuy thực lực của hắn hiện tại đã tăng lên không ít nhưng thương tích trên cơ thể vẫn còn đó và vẫn chưa mất đi. Khi hắn ngẩng đầu thì hai quả cầu chân nguyên đã sắp sửa đánh tới. Trong đầu hắn lúc này rất muốn tránh thoát nhưng cơ thể lại đứng ngây ra đó và không chịu nghe theo sự điều khiển. Khón kiếp, trong lúc nguy cấp, Hồng Vận Thiên tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc thì đột nhiên, một đạo trưởng ấn thình lình đánh tới và va chạm rồi khiến hai quả cầu bị trệch hướng. Liếc mắt nhìn qua, Hồng Vận Thiên nhìn thấy trưởng lão thân mang trọng thương đang gồm mình đứng dậy thì trong lòng giạt rào vô cùng. Nhìn công kích bị đánh trạch hướng, Lý Mộ Viên khịt mũi nhìn về phía trưởng lão rồi tức giận quát lớn. Nếu như ngươi ngoan ngoãn nằm yên ở trên đất thì ta còn buông tha cho ngươi một mạng nhưng nếu như ngươi đã lựa chọn cái chất đến vậy thì ta thanh toàn cho ngươi. Lời nói vừa dứt, Lý Mộ Viên vung tay đánh ra một trưởng hướng thẳng về phía trưởng lão, quát chớt đi, đừng hòng, nhưng rất nhanh, Hồng Vận Thiên đã nhanh chân xuất hiện ở trước mặt trưởng lão và đánh ra một trường để chống lại. Oanh, song trường va chạm kịch liệt và bộc phát ra từng đợt sóng âm xung kích khủng bố quét ra xung quanh. Chưa dừng lại ở đó, công kích của hai người gần như ngang bằng nhưng càng về sau thì Hồng Vận Thiên càng để lộ sự yếu thế của mình. Duy trì được thêm một lúc, trường ấn của hắn đang dần bị áp đảo và bị đẩy lùi ra sau. Lý Mộ Viên, người đừng quên sự hiện diện của lão phu chứ trượng lão thất thế thì vung tay đánh ra một đạo kình khí hình vòng cung rồi vung tay tung trưởng kết hợp cùng hồng vận thiên để chống trả thì mới có thể chống đỡ được nhìn cả hai người chật vật lý mộ viên đắc ý thốt ra chỉ dựa vào thực lực của hai ngươi mà muốn ngăn lời nói của hắn ta chưa kịp dứt thì đột nhiên một cổ khí thức nguy hiểm ở sau lưng thình lình ập tới khiến lý mộ viên bị giật mình hắn ta nhanh chóng thu lực rồi đạp không nhảy lên cao để tránh né và hướng mắt nhìn về phía trượng lão ngươi được hai ngươi được lắm Lý Mộ Viên nghiến chặt răng thoát ra rồi vung tay tụ lực. Chỉ thấy sau lưng hắn hiện lên một hư anh tôn thần tướng cao hơn 100 trượng và với một quả cầu chân nguyên khủng bố được ngưng tụ ở ngay trước ngực. Nhìn thấy một cảnh này, Hồng Vận Thiên và Trượng lão kinh hãi đến tột độ. Tuy thực lực của hai người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nhưng khi đối diện với một chiêu như thế này thì gần như không thể. Không được để hắn ngưng tụ lâu hơn được nữa, nhanh lên, phải ngăn hắn lại. Thanh âm Hồng Vận Thiên hốt hoảng thoát ra, ngay lập tức, cả hai người dốc hết toàn lực đánh ra xong trường kết hợp với nhau hóa thành một đại trưởng ấn đánh về phía Lý Mộ Viên cùng hư ảnh đó. Đứng ở trên cao, Lý Mộ Viên khịt mũi khinh thường, trên gương mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh rồi thốt ra. Chống đỡ vô ích, sau đó, hai tay hắn ta đưa ra kết ấn ở trước ngực rồi hét lớn. Thương mang chi tụ, ngay tức khắc, quả cầu lớn đột một bắn ra một đạo quang mang khủng bố hướng thẳng về phía đại trưởng ấn mà đánh. Oanh, kinh khủng giao phong, cả hai bên không một ai chịu yếu thế nhưng đứng trước sức mạnh toàn lực của Lý Mộ Viên thì cả hai người chỉ có thể chống đỡ được thêm một lúc mà thôi. Trường ấn dần hiện lên những vết nứt và tại trung tâm đang dần bị quang mang xuyên thủng. Sang giác, trường ấn trực tiếp bị đâm xuyên qua và thẳng hướng về phía hai người mà đánh. Ngay lúc công kích sắp đánh tới, Hồng Vận Thiên không kịp phản ứng thì một thanh âm ở bên tai vang lên và hắn giống như bị ai đó đẩy mạnh văng ra xa hàng chục trường. Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội để báo đáp ân tình của Hồng Gia Chu. Không công tử, lão già này chỉ có thể giúp người tới đây thôi. Nhìn trưởng lão bị công kích diệt sát, Hồng Vận Thiên ngẩn người, hắn bây giờ không thể thốt ra được một lời nào nữa. Mọi thứ trước mắt hắn hiện tại hoàn toàn đã sụp đổ. Nhìn Hồng Vận Thiên không còn sức lực chống trả, Lý Mộ Viên khinh thường nhìn hắn một cái rồi liếc mắt nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi cùng đáp người. Bây giờ thì đến lượt các ngươi. Ánh mắt hắn ta hiện lên vẻ tham lam rồi thốt ra. Huyết mạch Phượng Hoàng cuối cùng cũng thuộc về ta. Ha ha, huyết mạch Phượng Hoàng cuối cùng cũng thuộc về ta ha ha đạp không đứng ở trên cao lý mộ viên liếc mắt nhìn về phía lâm tuyết nhi đang nằm bất tỉnh thì để lộ một nụ cười đầy kỳ dị trên gương mặt và cùng với đó là một ánh mắt đầy tham lam từ từ hạ xuống lý mộ viên bước từng bước đi về phía cô mà chẳng mảy chú ý đến đám người la thiên thấy hắn ta tiến lại càng ngày càng gần la thiên cùng ba người khác chủ động đứng dậy và chặn ngay trước người lâm tuyết nhi biết bản thân không thể nào đối mặt được với hắn ta và không thể giấu được sự sợ hãi trên gương mặt nhưng trong lòng họ hiểu rõ một điều rằng họ lúc này không đứng lên thì sớm muộn gì cũng bị hắn ta rất chất. Trên gương mặt họ lúc này đã không thể giấu được sự sợ hãi và cơ thể đang không ngừng run lên nhưng cả bốn người vẫn dứt khoát đứng ra. Họ lúc này đã chấp nhận cái chất sẽ đến với mình mà không một chút đắn đo. Sở dĩ họ dứt khoát như vậy là vì hai đại cường giả tinh cực cảnh tầng 4, tầng 5 đã bỏ mạng ở trong tay hắn ta thì không có lý nào họ thoát được. Hai tinh cực cảnh tầng 1, hai tinh cực cảnh tầng 2 như họ thì có thể làm gì được trong hoàn cảnh này. Cho dù biết bản thân khó sống nhưng trong ánh mắt của cả bốn người vẫn đang nung nấu. Một tia hy vọng vì họ dám chắc đế nguyên quân lúc này vẫn còn sống. Họ hy vọng rằng bản thân chỉ cần câu kéo thêm thời gian thì hắn chắc chắn sẽ quay lại. Nhưng nếu như đế nguyên quân không kịp đến và họ không thể làm gì trước sức mạnh hoàn toàn áp đảo của Lý Mộ Viên thì vẫn còn một cơ hội khác. Tuy cơ hội này cực kỳ mong manh nhưng họ tin chắc một điều, chỉ cần Lâm Tuyết Nhi còn sức lực thì vẫn có thể đối đầu cùng với hắn ta nhìn la thiên đang kiềm chế sự sợ hãi đứng ở đằng xa lý mộ viên bất giác nở một nụ cười lạnh nói la thiên ta ngươi lại một lần nữa đối mặt rồi nhưng khác với lúc trước thời điểm đó ta và ngươi có thực lực gần như là ngang nhau còn hiện tại thì chẳng khác gì một trời một vực ngươi vẫn cứ thế lẹt đẹt ở dưới tầng thấp còn ta thì cao cao tại thượng đứng ở trên cao nhìn xuống ngươi có bao giờ tự hỏi rằng lý do vì sao ta có thể thăng tiến nhanh được như vậy còn ngươi lại cứ mãi như thế không câu trả lời đơn giản nhất là tại vì ngươi nếu như ngươi tự lực gây dựng giống như ta không lệ thuộc gì đến tên tiểu tử đó thì ngươi hiện tại có khi còn đối mặt được với ta nhưng đáng tiếc thay lựa chọn của ngươi đã sai lầm ngay từ ban đầu nhớ lại chuyện cũ sắc mặt lý ngộ viên đột nhiên trở nên trầm xuống và trong mắt hiện lên vẻ bi thương hắn ta nghiến chặt răng vừa nói vừa siết chặt hai tay nếu như năm đó ngươi không dẫn tên khón kiếp đó đến thì con trai ta sẽ không mất mạng sẽ không bị phế nhưng tất cả đều tại ngươi chính tay ngươi đã tự đẩy bản thân và cả la ra rơi vào tình cảnh ngày hôm nay ta ban đầu chỉ nhắm đến đường ra còn la ra ngươi chỉ là một hòn đá trên đường và ta chẳng có lý do gì để ra tay với các ngươi. Bây giờ có trách thì tự trách bản thân ngươi đã lựa chọn sai lầm. La Thiên, đáng lý ta sẽ phải giữ mạng cho ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy ta huyết tẩy la ra, xóc ra, lột xương con trai ngươi nhưng mà. Lửa giận trong lòng ta lúc này không thể bình được nữa, bây giờ là lúc ta báo thù cho con trai. Cho ngươi xuống dưới kia để trở thành chó ở bên cạnh con trai ta đời đời kiếp kiếp. Lời nói vừa dứt, lý mộ viên bộc phát khí thức của mình ra ngoài giống như một cơn phong bạo quét ra xung quanh và đánh uy áp đè nặng lên vai khiến cả bốn người trực tiếp cong người toàn thân kịch liệt run lên và hai đầu gối không kiềm chế được mà khuỵu xuống như sắp quỳ cho dù cả bốn người có dốc sức để chống lại thì cũng chẳng thể làm được gì đối mặt với một lý mộ viên mạnh mẽ thì họ chẳng khác gì một con kiến bị bóp chất dễ dàng cách biệt của hắn ta so với cả bốn người là quá lớn và cho dù họ có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể làm được gì nhìn lý mộ viên đang bước lại gần la thiên lúc này rất muốn ra tay và muốn rớt chất hắn ta nhưng cơ thể lúc này lại giống như một bức tượng đá không thể nhúc nhích được cho dù hắn cắn chặt răng nắm chặt tay để cho mấu tươi chảy ra nhưng cơ thể vẫn chẳng nghe theo sự điều khiển tâm trí của hắn lúc này gần như đã bị nỗi sợ hãi bao trùm và gần như đã đánh mất bản thân mình cảm thấy bản thân quá vô lực la thiên buông bỏ hắn không còn một chút ý định phản kháng nào nữa hắn trực tiếp buông tay nhắm mắt và chờ đợi cái chất sẽ đến với mình không chỉ có hắn Vân Diệp và Dực Hoành đã buông bỏ ngay từ ban đầu. Cả hai bị uy áp của Lý Mộ Viên dọa sợ đến mức mà trực tiếp quỳ dạp xuống và chống hai tay mới có thể giữ được cơ thể của mình. Khác với cả ba người, Thanh Lương các chủ lúc này cắn chặt răng, trên gương mặt trắng bệch hiện rõ sự sợ hãi. Cảm nhận khóe miệng đắng nghét, Thanh Lương các chủ nghiến chặt răng quát lớn. La Thiên, chẳng những người buông bỏ sớm như vậy hay sao? Người có từng nghĩ việc bản thân lúc này buông bỏ sẽ gây ra hậu quả gì hay không? Chẳng nhẽ người muốn con trai ngươi, cả gia tộc đều bị huyết tẩy ngươi yếu kém đến vậy sao ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm nhìn thanh lương các chủ vừa tức giận và để lộ sự kinh sợ trên gương mặt la thiên cúi đầu trong đầu bất giác hiện lên một khung cảnh bản thân đã chật vật như thế nào rồi đến sự đẹp đẽ cảnh gia tộc và sự phát triển vượt bơ của người con trai thì trong tâm trí bỗng bộc phát một luồng sức mạnh tuy không thể gạt bỏ hết được sự sợ hãi nhưng la thiên lúc này mới hiểu ra được một chuyện cho dù bản thân hắn hiện tại có chất đi nhưng có thể kéo dài được thời gian đợi hắn đến và có một niềm tin mãnh liệt rằng đế nguyên quân chắc chắn sẽ rất được Lý Mộ Viên. Từ tận sâu trong đáy lòng, La Thiên lúc này gần như buông bỏ bản thân, cho dù bản thân có chất đi chăng nữa nhưng hắn sẽ không hối hận. Ta, nắm chặt tay, La Thiên nghiến chặt răng hét lớn một tiếng rồi bộc phát toàn bộ thực lực ở trên người. Khí tức tinh cực cảnh tầng hai đỉnh phong thình lình bộc phát và đang không ngừng tăng lên từng chút một. Ta sẽ không hối hận, ngay sau tiếng quát. La Thiên hoàn toàn phá vỡ được tấm bích trướng và thành công đột phá được đến tầng thứ ba. Biết như thế vẫn không đủ để đối đầu với Lý Mộ Viên nhưng vẫn có thể kéo dài thêm được một chút thời gian. Không bị uy áp đè nén nữa, La Thiên dứt khoát bước chân đi về phía Lý Mộ Viên và theo sau đó là thanh lương các chủ. Tuy thực lực của hai người so với hắn ta chẳng khác gì trứng trọi đá nhưng không vì thế mà cả hai sẽ cảm thấy e sợ. Nhìn cả hai người không màng cái chất tiến lại gần, Lý Mộ Viên bất giác phát lên cười lớn một tiếng rồi thốt ra với giọng điệu trào phúng ha ha, ta còn tưởng hai ngươi sẽ làm ra cái gì đó đặc biệt. Cho dù ngươi có đột phá được tầng thứ ba đi chăng nữa thì khi so với ta thì ngươi chẳng khác gì một con đom đóm nhỏ bé mà muốn sánh ngang với Nhật Nguyệt. Lời nói của hắn ta vừa dứt thì La Thiên đã lên tiếng cắt ngang. Ngươi nói không sai, bọn ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi tưởng rằng ngươi sẽ cao ngạo được mãi sao. Đúng là bọn ta đối mặt với ngươi thì chắc chắn sẽ có một con đường chất nhưng ta cam nguyện làm điều đó. Chỉ cần hắn đến kịp thì kẻ chất lúc đó chính là ngươi ha ha lý mộ viên nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn la thiên với ánh mắt tràn đầy sự khinh thường và phá lên cười lớn nói la thiên người vẫn ôm mộng tưởng hắn ta có thể quay lại khi đặt chân vào khu vực hỗn loạn đó sao cho dù là ta hiện tại đi vào trong đó cũng không dám chắc có thể trở ra chứ nói gì đến hắn người đây là muốn chọc cười ta trước khi chất hay sao người đây là muốn chọc cười ta trước khi chất hay sao lao nhanh về phía hai người Lý Mộ Viên vung tay ngưng tụ chân nguyên tạo thành hai quả cầu nhỏ rồi đánh ra hai đạo công kích và sau đó lão lên. Nhìn công kích khủng bố đánh tới, sắc mặt của cả hai người chợt biến và trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng vô cùng. Tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng khi đối mặt thì cả hai vẫn không giấu được sự kinh sợ trước thực lực đáng sợ của Lý Mộ Viên. Đồng thời bộc phát toàn bộ chân nguyên, cả hai người hợp lực đánh ra một trường hướng thẳng về phía hai quả cầu mà đánh oanh thanh âm va chạm kịch liệt vang lên và bộc phát một tiếng động cực lớn khiến mặt đất xung quanh bị nứt ra thành từng mảng lớn vừa ngăn chặn được một kích cả hai người lúc này mới thở phào được một hơi nhưng một cảm giác nguy hiểm khác rất nhanh đã ập tới ngẩng đầu nhìn lên cao cả hai người nhìn thấy một bóng người chợt lóe lên và một bàn tay lớn đang thướng thẳng về phía đầu mà chộp không kịp phản ứng cả hai người bị bàn tay nắm chặt đầu rồi ấn mạnh một cái khiến họ bị ngã ngửa ra sau trương dừng lại ở đó lý mộ viên tiếp tục dẫm chân đẩy mạnh cơ thể lao thẳng về phía trước và kéo theo đó là cả hai ma sát mạnh với mặt đất tạo thành hai cái rãnh lớn cố gắng vùng vẫy dùng tay đánh mạnh để thoát ra nhưng bàn tay của lý mộ viên cứng giống như một cái bàn thạch sừng sững và cứng cắp vô cùng vùng vẫy yếu kém nhìn cả hai đang liều mình để thoát ra lý mộ viên khinh thường nở một nụ cười đầy khinh thường nói nếu đã muốn thoát thì đơn giản chỉ cần hai người cầu xin thì ta sẽ không ngần ngại mà đồng ý hai tay nắm chặt cổ tay lý mộ viên la thiên nghiến chặt răng rồi thốt ra với một giọng điệu đầy tức giận muốn ta cầu xin ngươi đừng có mơ nói xong la thiên căn răng phát lực chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng rồi bộc phát toàn bộ khí thức ra ngoài rồi sau đó cong người dùng hai chân đá mạnh về phía bụng lý mộ viên khiến hắn ta lùi ra sau mấy bước và thành công thoát ra ta thật không ngờ ngươi vậy và vẫn còn có sức như vậy đưa tay phủi nhẹ phần y phục dính bụi lý mộ viên cười khẩy nói la thiên nếu như số phận không đẩy ngươi vào trong tay của ta thì tương lai của ngươi ắt hẳn sẽ trở thành một cường giả có thực lực rất mạnh. Nhưng đáng tiếc thay, ngươi đã trở thành hòn đá lón đường cho ta đi qua mà thôi. Cho dù ngươi có vùng vẫy như thế nào thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Dẫm mạnh chân lao thẳng tới, Lý Mộ Viên vung tay hướng thẳng về phía cổ La Thiên mà bóp. Ngay lúc bàn tay hắn ta còn cách chưa đến một cái găng tay thì đột nhiên có hai bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của Lý Mộ Viên rồi kéo qua một bên và sau đó là liên hoàn từng quyền của La Thiên đánh thẳng về phía lồng ngực khiến hắn ta không kiềm được mà run lên mấy cái. Hai người, Lý Mộ Viên tức giận quát lớn, bộc phát ra chân chính thực lực, hắn ta dẫm mạnh chân khiến mặt đất trực tiếp nứt ra thành từng mảng lớn và từng cột bụi đất mang theo một cổ dư lực khủng bố quét ra xung quanh cả hai người vì đứng ngay gần đó nên không kịp tránh né nên bị cột bụi đất đánh văng ra xa hàng chục trượng và mấu tươi trên khóe miệng thì ẩn ẩn chảy ra lùi thêm mấy bước nữa mới có thể ổn định được cơ thể la thiên hơi cúi người ánh mắt nhìn lý mộ viên dần trở nên nguội lạnh chất tiệt phải làm sao mới có thể chống lại hắn ta đây la thiên vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm lý mộ viên đứng ở bên cạnh thanh lương các chủ cũng giống y nguyên bộ dạng đó hắn cũng đang suy nghĩ rất nhiều và cố để tìm được cách thoát ra được nghịch cảnh như thế này biết cả hai người dù có hợp lực thì vẫn không phải là đối thủ của hắn ta nên cả hai người dứt khoát quay người. Không lựa chọn đối đầu trực tiếp mà chia ra hai hướng để bỏ chạy. Nhìn cả hai người, Lý Mộ Viên nhếch mép, thốt ra, biết đánh không được thì chạy. Hai người có suy nghĩ rất dứt khoát nhưng mà đáng tiếc thay. Thực lực ta người quá cách biệt nên ngươi cho dù có bỏ chạy đi tới đâu đi nữa thì không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Dẫm mạnh chân lao vút lên không trung, Lý Mộ Viên tung trưởng đánh về phía thanh lương các chủ còn bản thân thì đuổi theo La Thiên trên đường đuổi theo hắn ta không ngừng lên tiếng khích bác la thiên người khiến ta cảm thấy quá thất vọng nếu như ngươi là gia chủ của một gia tộc lớn thì ít nhất cũng phải biết đối mặt với cường địch chứ sao lại quắp đuôi bỏ chạy trông không khác gì một đầu tiểu cầu thế này nếu ta mà giống như ngươi thì hiện tại đã mất hết mặt mũi rồi trước khi chất thì ngươi ít nhất phải để lại cho ta có một chút cảm giác đáng được xem trọng đi chứ cắn răng tiếp tục bỏ chạy la thiên biết ý định của hắn ta hiện tại lại gì nên không dễ dàng mắc bẫy nếu như hắn của trước đây thì có thể sẽ tức giận nhưng với tình hình hiện tại thì không cho phép hắn làm như thế lý mộ viên người ấu trĩ đến mức dùng những lời này để khích bác ta ha ha đột nhiên lý mộ viên phá lên cười lớn một tiếng và nói người nghĩ người trong mắt ta có phân lượng lắm hay sao người mới chính là kẻ ấu trĩ khi nghĩ ta đang khích bác nói đúng hơn là ta muốn chơi đùa với ngươi thêm một lúc chứ nếu như ra tay rất người qua sớm thì dễ dàng quá vừa dứt lời lý mộ viên dẫm mạnh chân rồi lao vút lên cao chẳng mấy chốc đã đuổi kịp La Thiên. Chỉ thấy hắn ta đưa tay nắm chặt lấy chân của La Thiên rồi dùng Loki ném mạnh xuống phía bên dưới rồi quát: "Rơi xuống cho ta, đập mạnh lưng xuống nền đất." La Thiên đau đớn kêu lên một tiếng và khóe miệng thì phun ra một ngụm máu tươi tanh nồng. Hắn hiện tại đã sức cùng lực kiệt, cho dù đứng dậy cũng không phải là điều dễ dàng khi những cố gắng cuối cùng nhưng chẳng mang lại chút thành quả nào cả. Cảm thấy bản thân quá yếu đuối, La Thiên thả mình nằm ngửa, hai mắt nhìn lên trời cao rồi thốt ra: "Kết thúc rồi, còn ở phía bên kia" thanh lương các chủ tuy không bị lý mộ viên truy sát nhưng trưởng ấn của hắn ta lại giống như đã định vị sẵn ở trên người nên cho dù chạy đi đến đâu cũng không thể thoát được biết bản thân khó tránh khỏi thanh lương các chủ dứt khoát quay người và dùng hết phần chân nguyên còn lại để chống trả nhưng thực lực của một mình hắn là quá yếu nên chẳng thể ngăn lại công kích bị trưởng ấn chấn nát rồi bị đánh văng ra xa và không thể đứng dậy được nữa cất bước tiến lại gần lý mộ viên dùng ánh mắt khinh thường nhìn la thiên triệt để mất đi ý định chiến đấu thì hừ lạnh một tiếng Người trung quy cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay khi hắn ta đưa tay lên và định dùng một chiêu đế kết liễu thì đột nhiên, trong đầu hắn ta bỗng hiện lên một ý định và ý định đó khiến hắn kiềm không được liền nở một nụ cười lạnh. Lý mộ viên chỉ tay về phía Lâm Tuyết Nhi rồi lên tiếng. À đúng rồi, hai người đang cố gắng bảo vệ cô ta có đúng không? Ta không cần người phải trả lời vì ta biết chắc chắn. Nếu ta nhớ không nhầm thì cô ta chính là nữ nhân luôn đi bên cạnh tên đế nguyên quân nhỉ, hay nói đúng hơn là đạo lữ hay là một mối quan hệ nào đó mật thiết hơn ta nếu suy nghĩ của ta là đúng thì ha ha. Sau đó, hắn ta ngoái đầu nhìn La Thiên và nói với giọng điệu đầy cợt nhã. Ta hiện tại sẽ không rất ngươi mà sẽ để ngươi nhìn thấy cảnh ta hủy hoại cô ta như thế nào. Nhìn Lý Mộ Viên đi về phía Lâm Tuyết Nhi, La Thiên toàn thân đột nhiên run lên. Hắn cố gồng mình để đứng dậy và thanh âm có phần gấp gáp thốt ra. Không, ngươi tuyệt đối không thể. Nghe thanh âm La Thiên run rẫy vang vãng ở sau lưng, Lý Mộ Viên dứng chân đứng ngay cạnh Lâm Tuyết Nhi, ánh mắt hắn ta nhìn một dọc tức trên xuống dưới với ánh mắt đầy sao 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 tà. Bất giác, hắn, ta mơ hồ nhìn thấy diện mạo của Lâm Tuyết Nhi dưới tấm vải mong che mặt thì không kiềm lòng được mà nuốt xuống một ngụm nước. Tay trái hắn đưa xuống muốn giật phăng màn che trên gương mặt cô và nói với một giọng điệu đầy phấn khích. La Thiên, người càng nói thế thì ta càng cảm thấy phấn khích hơn thôi. Ta muốn nhìn gương mặt dưới màn che này, liệu người có khuynh nước khuynh thành giống như những gì ta tưởng tượng hay không? Tấm màn che bị lấy đi và diện mạo thật sự của Lâm Tuyết Nhi hiển hiện khiến hắn ta chất xứng tại chỗ một lúc vì quá bất ngờ trước dung nhan tuyệt trần của cô. Ha ha, Lý Mộ Viên ngẩng đầu cười lớn, ta vừa kiếm được một lô đỉnh tuyệt vời nhất từ trước cho đến giờ, ha ha. Phấn khích, thật sự quá phấn khích, ha ha. Cố bình ổn lại sự phấn khích ở trong người, Lý Mộ Viên cúi đầu, ánh mắt tham lam nhìn Lâm Tuyết Nhi rồi đưa tay định cởi bỏ y phục trên người cô thì đột nhiên một cơn rung chấn khiến phiến thiên địa phải run rẩy và một cổ áp lực vô hình nhưng lại nặng nề đè nén lấy tất cả thậm chí Lý Mộ Viên còn không dám tưởng tượng được thứ vừa phát ra lực lượng đáng sợ đến như vậy. Nhanh chóng thu tay, Lý Mộ Viên liếc mắt nhìn xung quanh rồi hét lớn. Là kẻ nào giả thần giả quỷ, liếc mắt nhìn xung quanh, Lý Mộ Viên không nhìn thấy bóng dáng của một ai thì sắc mặt càng ngày càng trở nên nguội lạnh. Chẳng lẽ tên tiểu tử đó vẫn còn sống? Không thể nào, kể cả hắn ta còn sống thì thực lực cũng không thể mạnh hơn tên Hồng Vận Thiên được. Cho dù hắn ta có xuất hiện thì vẫn không phải là đối thủ. Nhưng tại sao ta lại có cảm giác lo lắng như thế này? chẳng lẽ có một ai khác cũng đang để ý đến nữ tử này hay sao đang trong lúc chìm sâu vào trong suy nghĩ thì đột nhiên một trận dư chấn thứ hai lan nhanh ra xung quanh và bao trùm lấy cả toàn bộ bí cảnh tại những nơi dư chấn lướt qua đều khiến mặt đất nứt lên thành từng mảng lớn và dòng khí thức vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ đó một lần nữa bao trùm khiến ai ai cũng phải dùng mình cảm nhận mặt đất đang ngày càng rung lắc dữ dội thì lý mộ viên đưa mắt nhìn về phía chỗ sâu của bí cảnh thì khẽ cao mày dư chấn xuất phát từ chỗ sâu của bí cảnh chẳng lẽ có chân tài địa bảo xuất thế nếu đúng là thế thì ta không thể chậm trễ phải nhanh chóng qua đó mới được liếc mắt nhìn đám người nằm la liệt trên mặt đất lý mộ viên đắc ý nở một nụ cười nói ta có cảm giác bản thân hiện tại giống như là thiên tử vừa nhổ được những cái gai ở trong mắt vừa thu được một lô đỉnh đỉnh cấp và bây giờ lại phát hiện được chân tài địa bảo nếu ta đoạt được chân tài địa bảo đó thì ta chân chính quật khởi ha ha khi lý mộ viên vừa quay người hắn định bắt lấy lâm tuyết nhi thì dư chấn thứ ba chuyển tới với một tốc độ cực kỳ nhanh và mãnh liệt hơn gấp trăm lần Tuy tại đây cách chỗ sâu của bí cảnh một đoạn xa nhưng dư chấn đó vẫn mãnh liệt giống như đang đứng ở rất gần. Sau đó không lâu, một tiếng động kịch liệt vang lên và kéo theo đó là một tiếng nổ mãnh liệt giống như vừa có thứ gì đó bị bóp nát. Cùng với đó là một cột khói bụi mịt mù và một dòng dung nham nóng chảy bắn ra khắp mọi nơi. Bóng, một cảm giác dùng mình từ phương xa truyền tới khiến Lý Mộ Viên có cảm giác như đang bị một ai đó nhìn chúng. Trong vô thức, hắn quay người nhìn lại nhưng ở xung quanh đây lại chẳng có bóng dáng của một ai cả. Càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, Lý Mộ Viên gạt bỏ suy nghĩ rồi cúi người ôm lấy Lâm Tuyết Nhi. Nhưng đúng lúc này, tại đầu bí cảnh bỗng truyền đến một đợt không gian dao động. Điều đó chứng tỏ bí cảnh đã mở ra thêm một lần nữa. Cảm thấy quá kỳ lạ, Lý Mộ Viên đưa mắt nhìn về phía lối ra thì khẽ cau mày. Tại sao bí cảnh lại mở ra vào đúng lúc này chứ? Chỉ mới mấy năm trôi qua thôi mà, chẳng nhẽ bí cảnh mở ra là vì chân tài địa bảo đó. Khón tiếp, bí cảnh mở, Bất chợt như thế này thì có thể khép lại bất cứ lúc nào và ta thì chẳng biết đến bí cảnh mở lại vào lúc nào nên nếu liều quay lại đoạt trí bảo thì ta sẽ bị chế mất. Không thể tham lam được, chuyện cấp bách bây giờ chính là rời khỏi bí cảnh và hoàn thành mục đích của gia tộc. Biết là sẽ rất đáng tiếc khi không đoạt được trí bảo nhưng có lô đỉnh ở trong tay thì ta còn sợ sẽ không có thu hoạch sao. Suy nghĩ thông suốt, Lý Mộ Viên vòng tay quay người Lâm Tuyết Nhi định nhấc bổng cô lên thì đột nhiên, một cảm giác rùng rợn bốc lên khiến hắn dựng hết cả tóc gáy. Trong vô thức ngoái đầu nhìn lên cao thì Lý Mộ Viên hoàn toàn chất lặng trước thứ vừa xuất hiện ngay trước mắt. Chỉ cần nhìn vào một cái thôi cũng đủ hắn chất đứng tại đó và không thể chống lại được. Sở dĩ hắn ta có cảm nhận như thế vì đứng trước thứ đó thì mọi thứ đều là run rế. Ở trên trời cao, một cặp mắt hung thú màu vàng kim đang nhìn chằm chằm về phía hai người, nói đúng hơn là ánh mắt đó đang nhìn Lâm Tuyết Nhi, tuy đó chỉ là hư ảnh của một cặp mắt nhưng lực lượng do hai mắt này phát ra lại đủ sức hủy thiên diệt địa và càng đáng sợ hơn là cả bí cảnh này đang cố gắng bài xích lấy nó nhưng lại chẳng thể chống lại được giống đúng lúc này một tiếng nổ lớn tiếp tục vang lên và cùng với đó là một tiếng giống cực kỳ khủng bố phát ra tuy đây chỉ đơn thuần là một tiếng giống nhưng cả bí cảnh lại run lên giống như đang sợ hãi khón kiếp lý mộ viên kinh hãi thốt ra thành tiếng quá kinh hãi về thứ gì đó khủng bố vừa mới xuất thế, Lý Mộ Viên sợ hãi nhấc bổng Lâm Tuyết Nhi và chạy thẳng một hướng về phía cổng bí cảnh. Hắn ta vừa di chuyển được một đoạn thì hai con mắt liếc nhìn theo phương hướng của hắn ta rồi đột nhiên, Lý Mộ Viên bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt lại và cho dù hắn ta có vùng vẫy như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát ra được. Hắn ta hiện tại chẳng khác gì một con kiến đang bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim cố định lại cơ thể. Và rồi, Lý Mộ Viên bị một thứ sức mạnh vô hình khủng bố nào đó kéo mạnh và Lâm Tuyết Nhi từ trên tay hắn rơi thẳng xuống thấy bản thân không thể thoát được, Lý Mộ Viên sợ hãi thốt ra với giọng điệu kinh hãi đến tột độ. Thả, thả ta ra, khón kiếp, ta không thể chất như thế này, nhanh thả ta ra. Thanh âm Lý Mộ Viên càng ngày càng xa rồi đột nhiên im bặt và bầu không khí nặng nề lúc này chợt bao trùm lấy tất cả khiến ai ai cũng phải sợ hãi, thậm chí còn không dám thở mạnh. Không lâu sau đó, một thanh âm không gian vỡ nát vang lên và cùng với đó là một kẽ nứt khổng lồ hiện lên ở trên không trung. Từ bên trong kẽ nứt không gian, một đợt gió xiết thổi ra khiến mọi thứ xung quanh gần như băng liệt từ trong cái nước đó đi ra một thanh niên anh tú với ngũ quan vô cùng hoàn mỹ cơ thể to cao để lộ một thân hình cơ bắp giống như một bức phù điêu được tạo ra chính tay của một bậc đại sư gương mặt nam tử sáng ngời và nhất là đôi mắt lớn với hai hàng lông mày lông mi dài đẹp đẽ điều đặc biệt nhất của tên đó chính là đôi mắt màu vàng kim lạnh lẽo và tiên khí ở trên người tuôn ra giống như một cơn phong bạo quét ra xung quanh bước ra khỏi vết nứt nam tử đạp không đứng ở trên cao cúi đầu nhìn lâm tuyết nhi thì khẽ lên tiếng phượng hoàng huyết mạch tinh thuần nữ tử này là phượng hoàng nhất tộc nằm la liệt trên mặt đất đám người nhìn về phía nam tử với ánh mắt đầy sợ hãi thanh lương các chủ trong vô thức thốt ra thành tiếng có thể di chuyển qua không gian muốn làm được thế thì chỉ có cường giả thần phủ cảnh trở lên mới có thể làm được rốt cuộc thì nam tử này là ai tại sao trong bí cảnh lại xuất hiện cường giả cấp bậc như thế này cái gì thần phủ cảnh la thiên nghe thấy vậy thì mười phần sợ hãi ánh mắt hắn nhìn nam tử lộ rõ sự không thể tin được chẳng phải bí cảnh chỉ có cường giả tinh cực cảnh trở xuống mới có thể vào được thôi sao tại sao một cường giả bậc này lại có thể đi vào được? Chẳng nhẽ, trong bí cảnh còn có con người tồn tại hay sao? Bị ánh mắt của đám người nhìn chằm chằm, nam tử khẽ cao mày. Trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, đám run dế các người từ bao giờ lại dám nhìn bản đế bằng ánh mắt đó? Nam tử vừa nói vừa bộc phát một cổ uy áp khủng bố khiến cả bí cảnh run lên một cách kịch liệt. Còn hai người La Thiên và Thanh Lương các chủ phun ra một ngụm mấu tươi tanh nồng. Tiếp đó, nam tử vung tay đánh ra hai đạo kình khí hướng về phía hai người, nếu như cả hai không kịp tránh thì chắc chắn sẽ chỉ có một con đường chất mà thôi. Ngay khi kinh khí sắp sửa đánh chúng thì một nhiên, một thanh âm lạnh lẽ từ ngoài xa vang lên và cùng với đó là một cổ khí lực trấn diện công kích của nam tử. Trên người có tiên vận và tự xưng là bản đế, là người tiên giới sao? Nam tử nghe thấy vậy thì nhíu mày, ánh mắt hắn nhìn về phía thanh âm vừa mới phát ra thì trông thấy một người thanh niên với mái tóc trắng bạc. Tay phải thì vòng ra sau trông tâm thái giống như một bậc cường giả trí cao vô thượng. Bị ánh mắt xỉa sói của đế nguyên quân nhìn chúng, nam tử tức giận thốt ra thành tiếng. run dế dám nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngươi muốn chất sao, đáp lại, đế nguyên quân nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt trên gương mặt, nói. Muốn rớt ta, chỉ dựa vào ngươi, muốn rớt ta, chỉ dựa vào ngươi, tên nam tử nghe thấy vậy thì nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Hay cho một con run dế cản rỡ, ta bị phong ấn ở nơi này hơn trăm vạn năm, lúc thoát ra lại gặp phải kẻ không biết sống chất như ngươi. Liếc mắt nhìn đế nguyên quân, tên nam tử tiếp tục lên tiếng, những kẻ dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt ta hiện tại đều đã trở thành thi cốt hết cả rồi và số đó bây giờ lại tăng thêm một. Chuyện đề cử, đan đại trí tôn, nhưng trước khi rớt ngươi thì ta còn việc quan trọng hơn cần phải làm. Ngươi tốt nhất nên tận hưởng chút thời gian ít ỏi còn lại đi. Nói xong, hắn ta quay người nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi rồi vung mạnh tay một cái liền có một đạo tiên quang bao bọc lấy cơ thể cô rồi từ từ nhấc bổng. Nhưng khi hắn định thu tay kéo cô về phía mình thì đột nhiên, một thanh âm băng lãnh và âm trầm vang lên. Muốn bắt lấy người của ta, Ai cho ngươi lá gan đó? Đế Nguyên Quân vừa nói vừa bộc phát toàn bộ khí thức của bản thân ra ngoài. Chỉ thấy cảnh giới của hắn đang không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đạt tới cảnh giới tinh cực cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Tuy cảnh giới của hắn so với tên Lý Mộ Viên thấp hơn rất nhiều nhưng khí thế trên người bộc phát ra lại vượt xa rất nhiều. Phong tay đánh ra một đạo tinh quang cắt đứt khí lực của tên nam tử, Đế Nguyên Quân dùng tinh thần lực mạnh mẽ đưa Lâm Tuyết Nhi bay về phía đám người La Thiên và nói: "Bí cảnh đã mở, các ngươi đưa Lâm Tuyết Nhi rời đi trước." gồng minh đứng dậy la thiên bế lâm tuyết nhi rồi dùng ánh mắt không đành lòng nhìn hắn và nói ngươi định chống lại hắn ta sao như thế quá nguy hiểm tên này có thể mở được và đi xuyên qua được không gian thì thực lực của hắn ta ít nhất cũng đạt tới thần phủ cảnh ta hiện tại đứng trước mặt hắn chẳng khác gì một con kiến chỉ bằng có ta ở lại sẽ giúp ngươi được một lời nói của la thiên chưa kịp dứt thì đế nguyên quân chừng mắt nhìn hắn một cái và bộc phát một cổ uy áp giống như thái sơn đè nặng lên vai hắn ta rồi lạnh giọng nói ngươi không nghe thấy ta nói gì sao nhanh đưa lâm tuyết nhi an toàn rời khỏi đây nếu như ta biết cô ấy bị thương tổn gì thì chính tay ta sẽ lấy mạng các ngươi còn việc ngươi muốn ở lại giúp ta ngươi nghĩ ngươi có thể hay sao chỉ đối phó với một tên yếu kém như lý mộ viên mà còn không làm được thì ở lại làm gì chứ các ngươi hiện tại chỉ là gánh nặng đối với ta mà thôi nói xong đế nguyên quân vung mạnh tay một cái thì một vết nứt hiện lên ở ngay trước mặt đám người và rồi hư không trực tiếp nứt ra tạo thành một cái thông đạo dẫn thông tới trước lối ra của bí cảnh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đám người hít vào một ngụm khí lạnh và nhìn đế nguyên quân với một ánh mắt không thể tin nổi trong mắt họ thì hắn càng ngày càng trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết khi một người chỉ có cảnh giới tinh cực cảnh tầng một lại có thể phát nát hư không tạo thành một thông đạo chuyện này có thể sao nhưng đám người chưa kịp hết bàng hoàng thì đế nguyên quân vung tay đẩy mạnh vào trong thông đạo đó rồi thình lình biến mất sau đó đế nguyên quân liếc mắt nhìn tên nam tử và nói để ngươi đợi lâu rồi ta cũng nên bắt đầu phần của mình thôi tên nam tử nghe thấy vậy thì nhíu mày ánh mắt hắn ta nhìn đế nguyên quân một vòng từ trên xuống dưới rồi lên tiếng ngươi lấy đâu ra cái tự tin như thế ta cũng có chút hiếu kỳ khi một tên mang trên mình một sợi lực lượng của thánh hoàng cảnh đỉnh có thể làm được gì ta sở dĩ ta để ngươi đưa đám người kia rời khỏi vì có chút hiếu kỳ vì thủ đoạn của ngươi nhưng ngươi trong mắt ta cũng chỉ đến thế mà thôi Xuân dế ta cho ngươi thêm một cơ hội hãy thể hiện hết tất cả khả năng bằng không ngươi sẽ chất cực kỳ thê thảm ha ha đế nguyên quân nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tiếng ánh mắt hắn nhìn tên nam tử rồi nói với một giọng điệu khinh thường ngươi mở miệng là run dế này run dế nọ cho dù ngươi có phải là tiên đế hay không hay thứ tồn tại khủng bố nào đó ở trên tiên giới nhưng một khi đã đứng trước mặt ta thì ai cho ngươi có cái quyền lên giọng đế nguyên quân hạ thấp giọng nói tiếp ta cũng trả lại cho ngươi một câu những kẻ ăn nói cản dở trước mặt ta đều đã hóa thành thi cốt và ngươi cũng chính là một trong số đó ta cảm thấy hiếu kỳ người của tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng lời nói vừa dứt đế nguyên quân đột nhiên nhắm mắt lại chỉ thấy nguyên thần hắn tiến vào trong giới chi và dương mắt nhìn một người đang ngồi vắt chéo chân ở trên ghế trông thư thái vô cùng. Người đang ngồi đó không phải ai khác chính là Thánh Hoàng Thần Niệm. Đế Nguyên Quân chưa kịp lên tiếng thì Thánh Hoàng Thần Niệm đã chen ngang. Ngươi không cần phải nói, ta biết ngươi tiến vào đây vì lý do gì. Đế Nguyên Quân, ta và ngươi chính là một, mong muốn của ngươi cũng chính là mong muốn của ta nên không cần phải nói một lời nào cả. Thánh Hoàng Thần Niệm bật đứng dậy, ánh mắt phấn khích nhìn Đế Nguyên Quân rồi nở một nụ cười lạnh rồi nói với một giọng điệu cực kỳ cao ngạo ta trước đây chân chính vô địch thử hỏi có một kẻ nào có thể đánh bại được ta đã quá lâu rồi ta đã quên mất mùi vị của việc bại trận là gì nay ta đã có cơ hội cùng cảnh giới ta vô địch thế còn tiên nhân hạ phàm thì như thế nào thử hỏi hắn có thể ngăn được bao nhiêu kiếm của ta quay trở lại thực tại đế nguyên quân đột nhiên chừng lớn mắt một cái thì đột nhiên một hư ảnh ngạo nghẽ xuất hiện ở phía sau lưng hắn và hư ảnh đó trông giống hắn y đúc không một điểm khác biệt cùng với hư ảnh đó xuất hiện thì khí thức trên người hắn cũng vì thế mà tăng lên một cách chóng mặt từ tinh cực cảnh đến hóa cảnh và đang tiếp tục tăng lên. Cho đến khi hắn vượt qua tất cả đại cảnh và trực tiếp xông đến thánh cảnh, thánh vương rồi cuối cùng đạt đến thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Sau một tiếng thở dài, đế nguyên quân liếc mắt nhìn tên nam tử rồi thốt ra. Ta tự hỏi, người và ta thì ai mới chính là run dế? Lời nói vừa dứt thì khí tức trên người hắn thình linh bạo phát và chỉ trong một cái chớp mắt liền đột phá nhập tới cảnh giới đại viên mãn. Cùng lúc này, tại tử cực kiếm môn, một nữ tử với phong thái tuyệt trần đang, ngồi tại nơi cao nhất của kiếm tháp, đó chính là đệ nhất bảo địa của tử cực kiếm môn và đó cũng là nơi mà đế nguyên quân lúc trước ngồi bế quan. Tại vị trí trung tâm, một thanh bảo kiếm trôi nổi trên không trung đang tản mát ra những cổ khí tức bá đạo vô cùng. Thanh kiếm đó chính là vũ khí mà hắn trước đây từng sử dụng. Bài danh thiên hạ đệ nhất danh kiếm, thái cổ danh khí, kiếm tên cô tịch, ngồi đối diện cô tịch, nữ nhân xinh đẹp từ từ mở mắt. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm thanh kiếm đang trôi nổi lơ lửng ở trước mắt thì thở dài một hơi. Quả không hổ là thanh kiếm được nhất đế sử dụng qua muốn luyện hóa thì khó chẳng khác gì lên trời. Năm năm ngồi tại đây, hơn trăm lần luyện hóa nhưng lần nào cũng thế. Có lẽ ta không thể sánh bằng nhất đế ở trên phương diện kiếm đạo. Nhưng, nếu ta không luyện hóa được thì ta quyết không nhập thánh. Hạ quyết tâm, nữ tử nhắm chặt mắt rồi tiếp tục luyện hóa. Kiếm đạo trên người cô bốc ra trùng kích thẳng về phía cô tịch và phát sinh những lần trùng kích mãnh liệt. Đứng ở bên ngoài kiếm tháp, bốn vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn kiếm văn dao động mãnh liệt ở trên đỉnh tháp thì không khỏi lắc đầu. Tại sao lại đưa ra quyết tâm đó chứ? Dựa vào thiên phú của ngươi thì có thể tìm được một danh kiếm khác và được công nhận nhưng tại sao lại là cô tịch chứ? Kiếm một khi đã vào trong tay đế nguy âm quân thì có ai có thể đoạt lại được chứ? Nếu muốn thì con đường kiếm tu của ngươi phải siêu vượt hơn hắn. Nhưng, ngươi thật quá ngu xuẩn khi quyết chọn cô tịch. Trong lúc bốn vị trưởng lão đang cảm thấy nữ tử đó không có cơ hội thì đột nhiên, một thanh âm kiếm gieo vang lên và kiếm văn trên đỉnh tháp đột nhiên ánh lên một cổ kiếm đạo kinh thiên vô cùng. Không chỉ có bốn vị trưởng lão mà tất cả những người khác ở trong tông môn đều nhận ra rằng, cô tịch sắp sửa đón nhận chủ nhân mới. Ha ha, cuối cùng, cuối cùng thì cũng thành công. Được sự công nhận của cô tịch thì ngươi chính là thiên hạ đệ nhát kiếm tu và chân chính trở thành cường giả đỉnh cấp của thánh cảnh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm. Ở trong kiếm tháp, nữ tử đang cảm thấy vui mừng khi cô tịch không còn bài xích nữa thì vui mừng thốt ra thành tiếng. Cuối cùng thì ta cũng thành công. Ha ha, có cô tịch kiếm ở trong tay thì ta chân chính vô địch. Đế Nguyên Quân, người thật quá sai lầm khi để cô tịch kiếm ở lại nơi này, ha ha nhưng khi cô còn chưa đắc ý được bao lâu thì đột nhiên toàn bộ tử cực kiếm môn đột nhiên rung lắc một cách dữ dội và ở trên cao thì xuất hiện từng vết nứt hư không hiện ra đám trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi giật mình kinh hãi và thốt ra rốt cuộc đã có chuyện gì chẳng nhẽ có kẻ nào dám tấn công tử cực kiếm môn trong lúc đám người đang hốt hoảng thì đột nhiên một thanh âm khủng bố từ trong hư không phát ra khiến tất cả đều chất xứng kiếm đến sở dĩ bọn họ có biểu cảm như vậy vì thanh âm này chính là đế nguyên quân kiếm đến Tên nam tử liếc mắt nhìn những đạo kiếm ý khủng bố trên người Đế Nguyên Quân bộc phát thì khẽ nhếch mép nở một nụ cười khinh thường, nói: "Lâm Trận mới gọi vũ khí, ta tự hỏi ngươi đây là tự tin thái quá hay là ngu xuẩn. Ngươi gọi kiếm nhưng phạm vi trong bí cảnh không có bất cứ loại vũ khí nào có dao động cùng với kiếm ý trên người ngươi. Ta dám chắc, ngươi hiện tại chỉ đang cố gắng để làm ra vẻ trước mặt ta giống như một con khỉ biết nhảy nhót. Biết là ngươi đang cố làm ra trò nhưng ta thật sự hiếu kỳ, thanh kiếm mà ngươi gọi tới là thứ gì?" có khi lại cho ta một chút cảm giác kinh hỉ nào đó. Ngoặc kép ngoặc kép chấm, đáp lại, ánh mắt đế nguyên quân nhìn tên nam tử một lúc mà không nói gì. Sau đó, hắn nhếch mép nở một nụ cười khinh thường nói. Người thân là tiên đế mà lại thốt ra câu ngu ngốc như vậy. Suy nghĩ của ngươi nông cạn hay là ngươi đang khinh thường ta? Nói đúng hơn thì, một kẻ cao ngạo như ngươi sẽ khinh thường người ở tu chân giới. Ha ha, nam tử nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một chàng rồi khẽ gật đầu nói kẻ thấp kém như ngươi cũng biết suy nghĩ được như vậy thật khiến ta cảm thấy có chút bất ngờ ngươi nói không sai ta không chỉ khinh thường ngươi mà ta còn khinh thường cả tu chân giới này đối với ta thì tất cả đều là run dế là sâu kiến nhìn dáng vẻ hắn ta ung dung tự đắc và vẻ mặt cùng ánh mắt đầy sự khinh miệt nhưng đế nguyên quân từ đầu cho đến cuối vẫn không hề tức giận trái lại hắn bất giác nở một nụ cười lạnh nói ngươi nói không sai một kẻ từ tiên giới đi xuống như ngươi thì tu chân giới có là gì không chỉ có ngươi mà ngay cả ta cũng thế thôi nhưng có một điều mà ngươi gần như không để tâm run dế hay sâu kiến tuy nhỏ bé nhưng vẫn có thực lực ngươi cũng đừng quá tự tin và khinh thường những thứ dù chỉ là nhỏ bé bởi vì ngươi đâu có biết được sức mạnh thật sự của thứ nhỏ bé đó là gì lần này ta sẽ cho ngươi thất khả năng của một con kiến là như thế nào lời nói vừa dứt thì đế nguyên quân chợt đưa tay kết ấn ở trước ngực và thình lình một cái mộ vết nứt hư không thình lình sụp đổ và từ trong đó lao ra một vệt quang mang sáng trói cùng với một cổ lực lượng bá đạo vô cùng đó chính là một thanh kiếm đang trôi nổi lơ lửng ở sau lưng đế nguyên quân và phát ra từng thanh âm tê minh giống như một đứa trẻ đang làm núng thanh kiếm đó chính là cô tịch bài danh thái cổ đệ nhất danh kiếm kiếm vừa xuất hiện toàn bộ hư không đều phải run rẩy thậm chí cả bí cảnh này cũng bị kinh động không thôi đứng ngoài xa nhìn thay kiếm nam tử khẽ nhíu mày biểu cảm trên gương mặt hắn lần đầu tiên có sự thay đổi và trông vẻ mặt mặt xám xịt hơn hẳn thở ra một hơi nam tử thốt ra với giọng điệu kinh ngạc xen lẫn khó tin ta thật không ngờ tại tu chân giới lại xuất hiện một thanh kiếm có uy năng có thể sánh ngang được với tiên khí. Tuy không có tiên văn tiên vận nhưng khí thức của thanh kiếm này phát ra lại khiến ta có một tia áp lực. Nhưng trung quy cũng chỉ là một tia áp lực mà thôi. Vậy sao, đế nguyên quân nghe thấy vậy thì nhếch mép cười nhẹ, chỉ với uy áp và khí thức của một thanh kiếm mà ngươi đã cảm thấy áp lực rồi. Có phải thực lực của ngươi đã hao tổn gần như hết tất cả và giờ chỉ còn giữ lại được một phần cực kỳ nhỏ. Dựa vào khí thức trên người ngươi phát ra thì ta dám chắc đây không phải thánh hoàng cảnh có lẽ cảnh giới của ngươi còn cao hơn thế trăm vạn nam dài đằng đẵng và bị trận pháp phong bế nên ngươi sẽ không thể giữ lại được nhiều nếu ta đoán không nhầm thì ngươi thoát khỏi phong ấn trước lúc trận pháp hoàn toàn sụp đổ là vì huyết mạch phượng hoàng trên người lâm tuyết nhi nam tử nghe thấy vậy thì ngay lập tức nhíu chặt hai hàng lông mày ánh mắt hắn ta nhìn đế nguyên quân một lúc rồi mới lên tiếng ngươi một con run dế như ngươi vậy mà dám đứng ra chỉ trỏ ý định của ta nếu như ngươi của vạn năm sau thì có thể gây cho ta được một vài phần áp lực nhưng ngươi của hiện tại bất quá là run dế. Sắc mặt của tên nam tử dần trở nên âm trầm và trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Chỉ thấy hắn khẽ vung tay đánh ra một đạo kình khí hướng thẳng về phía đế nguyên quân và nói với giọng điệu đầy băng lãnh. Run dế, chất đi, nhìn kình khí đánh tới, đế nguyên quân khịt mũi khinh thường. Chỉ thấy hắn hử lạnh một tiếng rồi vung tay một cái thì cô tịch ở sau lưng hắn bỗng phát ra một thanh âm, tê minh chói tai rồi lao thẳng về phía kình khí mũi kiếm bộc phát một cổ kiếm khí cực kỳ khủng bố xuyên thủng rồi lao thẳng về phía tên nam tử liếc mắt nhìn thanh kiếm lao tới tên nam tử không nhanh không chậm rồi mới phản ứng đợi khi mũi kiếm còn cách người không đến một trượng thì hắn dùng đầu ngón tay để ngăn lại oanh mũi kiếm cùng đầu ngón tay va chạm bộc phát một đạo khí lực cực kỳ khủng bố sóng xung kích từ trận chiến bộc phát khiến một phần của bí cảnh hoàn toàn bị băng diệt và những vết nứt hư không hiện lên và đang không ngừng sụp đổ tại mỗi nơi sóng xung kích đánh qua hư nếu như cảnh giới của ta không bị rớt xuống quá nhiều thì rớt chất người cần gì phiền phức như vậy. Nam tử vừa nói vừa vung mạnh tay hất văng cô tịch ra xa rồi đạp không xông thẳng về phía đế nguyên quân rồi đánh ra một trường. Nhanh chóng phản ứng lại, đế nguyên quân ngưng tụ một lượng lớn chân nguyên rồi đánh ra một trường để đối chiến. Nhưng ai mà ngờ được rằng, một người mang tâm thái là vô địch cùng cảnh giới như hắn lại bị đẩy lùi ra sau mấy bước còn tệ nam tử kia chẳng có chút ảnh hưởng nào cả. Dẫm mạnh chân nhảy lùi ra xa, đế nguyên quân khẽ nắm chặt tay lại và nói quả không hổ là người đi xuống từ tiên giới tuy cảnh giới bị sụt giảm rất nhiều và vị pháp tác ở tu chân giới cấm chế vậy mà vẫn bộc phát lực lượng kinh khủng đến như thế ngươi nên cảm thấy tự hào vì là người đầu tiên cùng cảnh giới có thể đẩy lùi ta ngoặc kép ngoặc kép chấm nam tử thấy đế nguyên quân chỉ bị đẩy lùi ra sau và không còn bị thương tổn nào khác thì bất ngờ không thôi hắn không thể tin được rằng một trưởng mang năm phần lực của mình lại không thể dứt chất một tên thánh hoàng cảnh ở tu chân giới hừ người vậy mà không chất ta đã nói rồi chỉ một mình ngươi mà muốn rất ta. Ngươi đang mơ tưởng sao, đáp lại, đế nguyên quân diễu cờ thốt ra, ta còn tưởng ngươi có phân lượng cao lắm nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ của ta mà thôi. Ngươi dám khinh thường ta, nam tử nghe thấy vậy thì không kiềm chế được sự tức giận của mình nữa liền dẫm mạnh chân một cái. Ngay tức khắc, một mảng lớn của bí cảnh bị băng diệt hóa thành phế tích và không gian xung quanh thì đang không ngừng nứt ra. Nhìn thấy một cảnh tượng này khiến đế nguyên quân càng ngày càng cảm thấy thích thú. Khinh thường ngươi thì có là gì, trong mắt ta thì ngay cả tiên giới cũng chỉ là một hạt cát mà thôi và còn ngươi là một tên tiên đế ở trên hạt cát đó là gì? Ngươi nói ta trong mắt ngươi chẳng khác gì run dế thì ngươi trong mắt ta cũng chỉ là run dế. Ngươi nói tu chân giới ta chỉ là sâu kiến thì tiên giới trong mắt ta cũng là sâu kiến. Được, sắc mặt tên nam tử trở nên âm trầm và trong ánh mắt hiện rõ sát ý. Chỉ trong phút chốc, sát ý của hắn ta bộc phát khiến toàn bộ bí cảnh bị một màn xương mấu bao trùm và một cổ khí tức tử khí dần bao trùm lấy tất cả mọi thứ. Ngay cả đế nguyên quân cùng cô tịch cũng đồng dạng cảm thấy. Tên nam tử nghiến chặt răng quát lơn, run dế, người đã thành công chọc giận ta rồi đấy. Ta bây giờ đổi ý rồi, ta không chỉ muốn rớt chất ngươi mà ta còn muốn hủy diệt cả tu chân giới. Vừa dứt lời, hắn ta hét lớn một tiếng liền bộc phát toàn bộ thực lực. Khí tức nhân tiên trên người bộc phát ra ngoài nhưng bị pháp tắc áp chế xuống còn thánh hoàng cảnh viên mãn nhưng so với đế nguyên quân lại mạnh hơn không ít. Hai mắt hắn ta nhìn đế nguyên quân rồi bỗng chừng lớn một cái liền bắn ra một đạo quang mang bao trùm lấy đế nguyên quân rồi cô lập vào trong một khoảng không gian vô cùng tối tăm và mù mịt. Tại không gian này, đế nguyên quân chân chính hóa thành một con run dế còn tên nam tử lại biết thành một đấng thần nhân, chủ tể của nơi này. Chỉ cần hắn muốn thì nhất nhiệm, đế nguyên quân vẫn bị đưa vào một khoảng không gian vô định, đế nguyên quân ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xung quanh thì khẽ cao mày và trên gương mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Quả không hổ là người của tiên giới hạ xuống chỉ dựa vào không gian này cũng đủ để vượt qua tất cả cường giả của tu chân giới rồi. Có thể tạo ra một vùng không gian vừa rộng lớn, vừa chân thực, thậm chí còn có một tia tiên khí. Nhưng, chỉ dựa vào không gian này mà muốn giam cầm ta, chỉ sợ vẫn chưa đủ. Vậy sao, đáp lại, một hư ảnh không lồ thình lình xuất hiện ở trên trời cao. Chỉ thấy hư ảnh đó đưa tay lên liền nắm chặt cả không gian này lại rồi nhấc bổng lên và từ từ nắm chặt năm đầu ngón tay lại. Ta muốn nhìn xem thử ngươi có thể thoát ra khỏi không gian này của ta hay không nhìn không gian xung quanh đang dần bị bóp chặt lại và một cảm giác nặng nề dần bao trùm trong vô thức đế nguyên quân cảm giác như cơ thể đang bị một thứ gì đó cuốn chặt chặt đến mức mà hắn muốn hô hấp cũng gặp phải không ít khó khăn cảm nhận không gian đang không ngừng băng diệt và năm đầu ngón tay khổng lồ đang bóp chặt lại thì khiến đế nguyên quân cảm thấy nguy hiểm và nguy cơ trùng trùng ngẩng đầu nhìn lên cao đế nguyên quân bất giác thở dài một hơi nói ta phải công nhận không gian này của ngươi rất mạnh đối với người khác thì cường đại và khó có thể thoát ra nhưng đó là đối với người khác thôi, còn đối với ta thì. Người đừng khinh thường ta, người được cả quả tinh cầu này ca tụng là thế gian này nhất đế. Nói xong, đế nguyên quân thở ra một hơi thì khí tức trên người đột nhiên bộc phát ra ngoài và cùng với đó là một cổ kiếm ý khủng bố tuyệt luân đến mức khiến cả không gian này phải run lên. Hai đầu ngón tay hợp chỉ thành kiếm, đế nguyên quân ngưng kết một đạo kiếm ý ở trên đầu ngón tay rồi vẽ lên hư không một vệt kiếm mang màu trắng thanh mỏng uốn lượn tựa như long và khí tức toát ra mạnh đến mức có thể phá tan được cả hư không cùng với cái vung tay đó ánh mắt đế nguyên quân dần trở nên lạnh lẽo sắc mặt dần trở nên trầm xuống liếc mắt nhìn chằm chằm hư ảnh khóe miệng hắn đột nhiên run lên rồi thốt ra kiếm tinh cử tuyệt phàm hóa tiên linh mênh mông kiếm ý diệt sát tứ phương kiếm mang kinh hồng dẫn động thiên địa thiên tan địa diệt tịch diệt thế gian vung tay kết ấn ở trước ngực đế nguyên quân quát lớn chân mệnh tiên kiếm ngự hóa do ta bản nguyên thiên địa chi ý duy ta đợi kiếm ý trên người bộc phát ra đến cực điểm đế nguyên quân cắn chặt răng ánh mắt nhỏ năm đầu ngón tay bóp nát không gian rồi chỉ hai đầu ngón tay lên cao rồi vung mạnh xuống kiếm đạo thiên địa trị ý trung cực trung cực kiếm quyết trảm tiên hám thần tiên phàm dung chuyển đạo kiếm trời xanh trảm tiên đệ nhất kiếm đột tiên men theo cái vung tay cô tịch kiếm đột nhiên bay vút lên không trung mũi kiếm chỉ lên cao và phát ra một cổ khí tức kiếm ý khủng bố vô cùng thinh linh cô tịch ngưng kết kiếm ý hóa thành một thanh đại kiếm dài hơn 20 mươi trượng và đang không ngừng tăng lên theo từng lời đế nguyên quân thoát ra thì khí tức trên lưới kiếm dần đạt tới cảnh giới trí cao kiếm ý chảm thanh kiếm khẽ run lên một cái rồi thình lình chuyển hướng chớm xuống một cái một đạo kiếm mang kinh hồng trực tiếp buông xuống và mang theo một cổ sát lực chi ý từ trên cao trực tiếp buông xuống tại những nơi kiếm mang buông xuống thì không gian triệt để băng diệt và tạo thành từng vết nứt không gian trải dài hàng trăm hàng ngàn trượng nhưng kỳ lạ là những vết nứt vừa mới hiện ra thì ngay lập tức được liền lại và phía bên ngoài không gian không phải là bí cảnh giống như đế nguyên quân đã bị truyền tống đến một nơi nào đó ngẩng đầu nhìn vết nứt dần liền lại đế nguyên quân nhíu mày vẫn chưa đủ mạnh sao đứng ở bên ngoài không gian hư ảnh nhìn kiếm mang dần dần tán đi thì khinh miệt nở một nụ cười lạnh nói chỉ dựa vào chút kiếm ý nhỏ bé này mà muốn phá được không gian của ta ngươi đang tự tin đến mức ngu xuẩn đấy thật sao đáp lại đế nguyên quân nhếch mép nở một nụ cười nhẹ nói ngươi nói không sai chỉ dựa vào kiếm ý thì không thể phá được không gian này nhưng đó chỉ là kiếm ý thôi, nếu kiếm ý đã không được vậy thì kiếm vực, kiếm. Đạo cũng không được, nói xong, đế nguyên quân thu lại toàn bộ kiếm ý, ánh mắt nhìn về phía hư ảnh rồi thở ra một hơi. Ngay lập tức, một cổ khí thức vừa giống kiếm ý vừa mang một tia kiếm đạo phảng phất bộc phát. Chỉ thấy một thanh âm kiếm ngân vang vọng kiến cả không gian rung lên một cách kịch liệt. Chưa dừng lại ở đó, từ trên người đế nguyên quân bỗng bắn ra một đạo khí thức mãnh liệt gạt phăng hết không gian do tên nam tử đó tạo ra xa gần 100 trượng Tại trăm trượng kiếm vực đó được chia làm 9 tầng khác biệt với mỗi một tầng đều mang trên mình một cổ khí tức kiếm ý mạnh mẽ vô cùng. Đứng tại trung tâm kiếm vực, đế nguyên quân chỉ hai đầu ngón tay lên cao rồi quát lớn một tiếng. Trung cực kiếm vực, 9 đoạn hiện, sau tiếng quát, cả 9 tầng kiếm vực bỗng ánh lên từng đạo kiếm mang và ngưng kết lại thành từng đạo kiếm chiêu. Tại tầng thức nhất, đế nguyên quân dứt khoát phung tay khiến toàn bộ kiếm chiêu trực tiếp băng diệt và hóa thành một đạo khí lực tản mát ra xung quanh và được tầng thứ hai hấp thụ. Sau đó là tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, Mãi cho đến tầng thứ 5 thì đế nguyên quân thu tay, khóe miệng thì khẽ run lên một cái rồi thoát ra. Ngũ đoạn kiếm vực, tuyệt kiếm tự, hai mắt trừng lớn, đế nguyên quân vung tay một cái thì hơn hàng ngàn đạo kiếm mang dứt khoát chuyển hướng, mũi kiếm hướng ra xung quanh rồi liên tiếp bắn ra từng đạo và mỗi một đạo đều có uy lực kinh thiên vô cùng. Theo ý niệm của đế nguyên quân, tất cả kiếm mang đồng thời hướng thẳng về phía năm đầu ngón tay mà đánh. Oanh, thanh âm từng đạo kiếm mang đánh chúng rồi trực tiếp băng diệt vang lên và bộc phát ra ngoài nhưng sau hàng trăm lần công kích thì năm đầu ngón tay vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhìn năm đầu ngón tay tiếp tục nắm chặt lại, đế nguyên quân nhíu mày. Lục đoạn kiếm vực, vô man, thất đoạn kiếm vực, vô tàn, bát đoạn kiếm vực, thương khởi phong vân, ba tầng kiếm vực trực tiếp được thi triển. Ban đầu, tầng thứ sáu kiếm vực phát ra xung quanh hàng vạn trượng một màn giống như xương nhưng không phải xương, giống như nước nhưng cũng chẳng phải nước. Trông thì mỏng yếu nhưng lại đủ sức khiến năm đầu ngón tay chững lại một lúc. Tiếp đó, tầng thứ bảy được tung ra bao trùm lấy tất cả phạm vi của tầng thứ sáu rồi đột nhiên một đạo tinh quang ánh lên bao trùm lấy tất cả. Trông mỏng giống như lụa nhưng lại mang trên mình sức mạnh cực kỳ bá đạo. Và cuối cùng, tầng thứ tám ánh lên một cái liền khiến toàn bộ không gian này xuất hiện dự tượng. Một màn phong vân mãnh liệt kéo đến ngưng kết thành một vùng rộng lớn vô cùng. Tại vô tận phong vân đó dần có một thanh kiếm sáng trắng buông xuống, hư ảnh thanh kiếm dài gần đến 100 trượng thình lình xuất hiện ở trên không trung và bộc phát ra một cổ khí tức kiếm vực mãnh liệt ngẩng đầu nhìn thanh đại kiếm, Đế Nguyên Quân nhíu mày. Như thế này vẫn chưa đủ, đưa tay kết ấn ở trước ngực, Đế Nguyên Quân tiếp tục thi triển tầng cuối cùng của kiếm vực. Cửu đoạn kiếm vực, trung cực cực vực, tại sao chuôi kiếm 10 trượng, một vết nứt lớn thình lình vỡ ra và từ trong đó là hư ảnh của một thanh kiếm khác khủng bố hơn gấp nhiều lần. Chỉ thấy mũi kiếm khổng lồ từ từ xuất hiện và từng chút một bay ra từ trong hư không và mang trên mình khí tức trung cực bá đạo vô cùng. Nhìn hai thanh đại kiếm song song sánh bước, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay kết ấn rồi quát lớn một tiếng, cửu đoạn kiếm vực toàn khai vung mạnh tay đánh xuống hai thanh đại kiếm thình lình chuyển hướng mũi kiếm hướng lên cao rồi bắt thẳng lên cao với một tốc độ cực kỳ nhanh và theo sau đó là thân ảnh đế nguyên quân đằng không sông lên oanh hai mũi kiếm đâm thẳng về phía cao nhất nhưng đối mặt với không gian của tên nam tử tạo ra lại không thể gây ra được nhiều thương tổn đứng ở bên ngoài hư không tên nam tử nhìn hai thanh đại kiếm sắp sửa đâm xuyên và khiến cả không gian sụp đổ thì trên gương mặt có chút khó coi nhưng khi kiếm vực dần tán đi thì hắn mới thở phào được một hơi Tên này, chỉ dùng kiếm vực mà suýt nữa khiến không gian của ta tạo ra bị sụp đổ. Nếu đặt tên này ở trên tiên giới thì hắn ít nhất cũng phải kiếm tiên trở lên. Lấy lại sự bình tĩnh, tên nam tử cười lạnh, nói. Vô ích thôi, không gian này của ta không thể bị sụp đổ. Đừng tốn công vô ích nữa, ngoan ngoãn đưa tay chịu chất thì ta còn để cho ngươi có một cái chất thật nhẹ nhàng. Lời nói của hắn ta vừa dứt thì đế nguyên quân bỗng phá lên cười lớn. Ha ha, ta đã nói rồi, người đừng khinh thường ta. Nói xong, sắc mặt đế nguyên quân thình lình thay đổi và khí thức trên người hắn bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ở ngoài xa, cô tịch dường như cảm nhận được một cổ khí thức thân thuộc liền reo lên thành tiếng đầy phấn khích. Đứng tại hư không, đế nguyên quân hạ thấp giọng nói. Nếu như kiếm vực vẫn không được vậy thì kiếm đạo. Nói xong, đế nguyên quân hợp hai đầu ngón tay thành kiếm và chỉ lên cao rồi quát lớn. Trung cực kiếm đạo, thương khung tấn, diệt thế gian, nhân sinh đạo, chu tiên đỏa thần, trung cực kiếm quyết, đệ cửu thức, chu tiên kiếm tuyệt đỉnh kiếm chiêu được thi triển đế nguyên quân đưa tay kết ấn ở trước ngực hai đầu ngón tay hợp chỉ thành kiếm sau đó khí tức thánh hoàng cảnh đại viên mãn cứ thế xông thẳng lên tới cực điểm cùng với khí tức tăng mạnh đế nguyên quân vung tay sang ngang thì cô tịch từ trên cao lao thẳng xuống rồi trôi lơ lửng ở trên đỉnh đầu tiếp đến đế nguyên quân chỉ tay lên trời cao thì cô tịch cũng đồng thời mâm mũi kiếm hướng lên cao đế nguyên quân nhìn năm ngón tay đang sắp bóp nát cả tòa không gian này thì sắc mặt dần trở nên âm trầm hai hàng lông mày nhíu chặt lại và ánh mắt lộ rõ sự băng lãnh vô cùng. Cùng với biểu cảm càng ngày càng nặng nề, khóe miệng đế nguyên quân khẽ run lên rồi thốt ra. Thiên sát cô tinh, cơ cơ vận mệnh, thiên vô khả sắc, địa vẫn thương sinh, lưu vân trường hà, huyết thủy thương sinh, kiếm mệnh khả biến, cô tịch kiếm ma. Từng lời thốt ra thì từ trên mũi kiếm bỗng có một đạo khí thức lăng lệ bộc phát và một cổ khí thức ma khí bộc phát rồi bao trùm lấy toàn bộ. Từ một thanh kiếm mang trên mình dáng vẻ của kiếm tiên nay lại đoá hóa thành ma, toàn thân kiếm mang một màu đen tuyển cùng từng ma văn đỏ sắc hiện lên. Tiếp đến, đế nguyên quân tiếp tục lên tiếng, tiên nguyên hạ thế, ma khí ngập trời, chu tiên kiếm thức, dọa thí tiên ma, thương thiên tại hạ, nhất kiếm độc tôn, trung cực kiếm ma, tiên ma đạo quyết, vừa dứt lời thì đột nhiên, ở sau lưng hắn bỗng hiện lên một hư ảnh cao 10 trượng trông giống hắn y như đúc nhưng kỳ lạ là hư ảnh đó giống như hai thái cực. Phía bên phải tỏa ra một dòng khí tức chính khí vừa uyển chuyển và vừa thâm trầm sâu lắng nhưng còn phía bên trái lại mang khí thức ma khí khủng bố mạnh bạo tuyệt luân vô cùng người nhìn phía bên phải lại có một cảm giác giống như nhìn thấy tiên nhân hạ phàm khí khái và tiên phong đạo cốt nhưng một khi nhìn qua bên trái lại chẳng khác gì nhìn thấy ma tôn vừa mới hàng thế chỉ một ánh mắt cũng đủ để khiến người khác không rét mà run ta không cần biết ngươi có phải là tiên nhân hạ phàm hay không nhưng cùng cảnh giới thì ta là vô địch cho dù ngươi có là tiên đế cũng thế chỉ là một bộ thi thể lót chân để ta tiến bước mà thôi Đứng ngoài không gian, nam tử khinh thường nhìn đế nguyên quân thốt ra. Ngông cuồng đến cực điểm, thừa biết châu chấu đá xe không có kết quả mà ngươi vẫn thốt ra những lời như thế được. Nếu như dùng lời nói có thể thể hiện được sức mạnh thì ta đâu mắc kẹt trong vũng lời này. Gương mặt nam tử dần trở nên tối sầm lại, trong mắt hắn hiện lên vẻ tức. Giận quát, run dế, ta sẽ cho ngươi thấy bản thân ngu dốt đến mức nào. Chịu chất đi, đáp lại, đế nguyên quân khịt mũi khinh thường, trên gương mặt lại chẳng có chút e sợ nào cả mà trái lại là dáng vẻ nhàn nhã và tận sâu trong ánh mắt lại hiện rõ sự thâm trầm. ngươi nói quả không sai, nếu lời nói có thể thể hiện được sức mạnh ta bây giờ đã là chủ thể của thế giới. nhưng ngươi đã sai ở một điểm, lời nói của người khác có thể không có sức mạnh nhưng với đế nguyên quân ta lại là khác. ta bây giờ sẽ cho ngươi thấy sâu kiến trong mắt ngươi là người như thế nào. đế nguyên quân vừa nói vừa nở một nụ cười nhàn nhạt. sau đó sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn không gian sắp sửa băng diệt đế nguyên quân thở ra một hơi rồi đột nhiên trừng mắt rồi sau đó quát lớn một tiếng. Ta có một kiếm, có thể chu tiên, hám thần, diệt sát thế gian. Bản mệnh tiên kiếm, đạo vì trung cực, thiên sinh tiên mệnh, đạo tại tâm ta, tiên ma sinh khí, dục hóa tu la, kiếm minh ta khải, chảm tiên diệt thần, đế cấp cực phẩm kiếm pháp, trung cực kiếm quyết, đệ cửu thức, chu tiên kiếm. Vừa dứt lời, đế nguyên quân chỉ tay hướng thẳng về phía tên nam tử đứng ở bên ngoài hư không rồi thốt ra. Đi, ngay lập tức, Cổ tịch ma kiếm hướng thẳng mũi kiếm về phía tên nam tử rồi lao đi, mũi kiếm thình lình hóa thành một thanh đại kiếm rồi xé rách không gian trực tiếp vượt qua không gian và hướng thẳng nam tử mà đánh. Đứng ở ngoài không gian, hư ảnh nam tử đắc chỉ nhìn không gian đang dần bị bóp nát và đế nguyên quân đứng ở trong đó chỉ biết chôn chân chờ đợi cái chất thì khoái chí vô cùng. Trong mắt hắn ta thì đế nguyên quân chẳng khác gì con kiến sắp bị bóp chất. Nhưng đột nhiên, hư không trước mắt hắn ta đột nhiên nứt ra và một thanh đại kiếm từ trong đó lao vút ra và hướng thẳng về phía lồng ngực của hư ảnh mà đánh. Cái gì? sắc mặt tên nam tử chợt biến, chỉ thấy trên gương mặt hắn ta hiện rõ sự kinh hãi vô cùng. Hắn không thể ngờ, một con kiến ở hạ giới lại tung chiêu thoát ra khỏi không gian do hắn ta tạo ra. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hư ảnh vung tay che chắn ở trước người và bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình để ngăn lại. Oanh, chỉ thấy trước người hắn ta xuất hiện một vàn chắn to lớn vô cùng. Chỉ thấy thanh đại kiếm trực tiếp đâm chúng bộc phát một tiếng động kinh thiên khiến toàn hộ hư không băng liệt thành từng mảng lớn. Cùng với thanh âm va chạm kịch liệt là những tiếng nứt vang lên, ở trên bề mặt màn chắn dần hiện lên những vết nứt nhỏ và đang không ngừng lan ra. Nhìn màn chắn của mình không thể duy trì lâu hơn được nữa, sắc mặt tên nam tử dần trở nên âm trầm tới cực điểm. Chẳng nhẽ tên này đã đạt tới cảnh rời kiếm tu đó rồi sao? Không thể nào, răng rác, mũi kiếm tạo thành một cái lỗ lớn trên màn chắn rồi từ từ đâm xuyên qua màn chắn. Ngay khi mũi kiếm trực tiếp đâm xuyên lên ngực hư ảnh thì đột nhiên, thanh âm tên nam tử giống như từ trong hư không truyền đến. Run dễ đáng chất, ngay sau tiếng quát, một bàn tay từ trên lồng ngực hư ảnh nhô ra bắt lấy mũi kiếm rồi bóp mạnh một cái khiến ma khí tích tụ ở bên ngoài hiện lên những vết nứt lớn trải dài từ đầu cho tới cuối. Sau đó, bóng dáng tên nam tử từ từ đi ra và hư ảnh to lớn đó dần dần tan biến. Cùng với đó là không gian đang vây khốn Đế Nguyên Quân trực tiếp sụp đổ. Nhìn từng mảng không gian rơi xuống, Đế Nguyên Quân vung tay thu cô tịch quay trở lại rồi nhếch mép nở một nụ cười đầy khinh thường nói: "Ta đã nói rồi, chỉ dựa vào không gian này mà muốn nhốt ta. Ngươi nghĩ dễ dàng như thế sao?" Nam tử khẽ cao mày, ánh mắt nhìn xuống lòng bàn tay đang chảy máu thì trên trán hiện lên từng gợi gân xanh, trong mắt hắn ta hiện lên từng sợi tơ máu và hắn không thể giữ được sự bình tĩnh. Nhìn dáng vẻ tên nam tử càng ngày càng tức giận, đế nguyên quân chỉ tay về phía hắn ta rồi lên tiếng nói tiếp. Tuy không muốn nhưng ta phải công nhận một điều, không gian thánh hoàng cảnh của ngươi tạo ra xứng đáng đứng đầu cả tu chân rời. Ta vừa rồi đã cảm nhận qua sự khủng bố do không gian của ngươi tạo ra, để công bằng thì người cũng nên cảm nhận lại một lần và cho ta biết giữa ta và ngươi thì kẻ nào mới xứng đáng đứng thứ nhất vừa dứt lời đế nguyên quân vòng tay đưa ra sau lưng rồi đột nhiên quay người chỉ thấy chân phải hắn bước về phía trước một bước thì bỗng có một đợt sóng từ dưới chân hắn phát ra xung quanh tại mỗi một nơi đợt sóng đó lan ra xung quanh thì một vùng không gian thình lình xuất hiện và đang không ngừng mở rộng cùng với sự hiện thế của không gian tên nam tử đột nhiên đưa tay lên che mũi vì một mùi tử khí huyết dịch nồng đậm sộc thẳng đến khi hắn ta liếc mắt nhìn xung quanh thì toàn bộ bí cảnh đã hóa thành một nơi không khác gì địa ngục vô cùng đáng sợ với thi cốn nằm la liệt ở khắp mọi nơi và chất thành từng tòa sơn nhạc cao đến hàng vạn trượng. Không chỉ có thế, phía dưới chân hắn ta chính là một biết mấu vô cùng vô tận với huyết khí nồng đậm vô cùng. Trong lúc hắn ta đang thất thần thì bỗng có một làn gió khiến hắn ta cảm thấy rùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên cao, hắn ta nhìn thấy từ khí nặng nề dần ngưng tụ lại thành một màn xương dần phủ xuống đứng dưới màn xương, nam tử cảm nhận tại mỗi nơi chạm chúng đều truyền đến một cảm giác đau rát và đáng sợ vô cùng. Trong vô thức, hắn ta cảm thấy bản thân vừa đặt chân đến âm ti vậy. Lấy lại bình tĩnh, tên nam tử đạp không lao qua khỏi màn xương rồi đặt chân đến một con đường nhô lên giữa biển mấu. Khi đặt chân lên đó, hắn ta ngẩng đầu nhìn ra xa thì đột nhiên dùng mình một cái. Hắn nhìn thấy bóng dáng đế nguyên quân đang từng bước đi ra xa và leo lên bậc thang thì cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn ta hiếu kỳ, đế nguyên quân chuẩn bị làm gì thì lao nhanh về phía trước ngay trăm trượng khoảng cách tên nam tử đột nhiên dừng lại ánh mắt hắn nhìn đế nguyên quân đứng trên đỉnh bậc thang rồi đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế được làm từ xương cốt ngay trong khoảng khắc đế nguyên quân ngồi xuống tên nam tử cảm thấy bản thân mình đột nhiên trở nên nhỏ bé vô cùng khi hắn ta ngẩng đầu nhìn đế nguyên quân thì hắn sừng sững chẳng khác gì một tòa sơn nhà cao hàng ngàn trượng với ánh mắt nhìn xuống tựa như chủ tể nhìn thế gian run rế trong vô thức tên nam tử đột nhiên dùng mình một cái và trên gương mặt hiện lên vẻ hinh hãi vô cùng không đợi hắn ta kịp lên tiếng thì thanh âm đế nguyên quân cứ như từ tận 18 tầng địa ngục vọng lại. Tiên nhân hạ phàm, chào mừng ngươi đặt chân tới không gian của ta. Ngồi chống tay lên thành ghế, đế nguyên quân cười nhẹ, nói. Tu la địa ngục, tỏa hóa thế gian, thương thiên tại hạ, duy ngã độc tôn. Tên nam tử nghe thấy vậy thì phá lên cười lớn một tiếng, ánh mắt hắn ta nhìn đế nguyên quân lộ vẻ trào phúng, nói. Ngay cả ta còn chưa dám những lời đó mà một con run dế ở hạ thế lại dám thoát ra. Đúng là nực cười, đáp lại, đế nguyên quân ngồi chống cằm và trả lời với giọng điệu hứng hờ. Đó là tại vì người yếu kém, yếu kém, được, được, gương mặt tên nam tử đột nhiên tối sầm lại và từng sợi tơ mấu tức giận hiện lên ở trong mắt. Thanh âm hắn ta âm trầm đến tận cực điểm thoát ra. Ta muốn nhìn xem, một kẻ ngông cuồng giống như người có bao nhiêu phân lượng. Để xem, cái không gian mà người tự cho là, duy ngã độc tôn, có thể ngăn cản ta được không? Nói xong, tên nam tử hơi cúi thấp người, hai chân dẫm mạnh lao thẳng về phía đế nguyên quân và đồng thời lên tiếng quát run dễ chịu chất đi, tiên phẩm pháp quyết, cực nhật lạc thiên trưởng, hám thế tiên phiên. Tay phải hắn ta hơi đưa ra sau và đồng thời ngưng tụ một cổ khí lực cực kỳ khủng bố, khí tức trên người hắn ta bộc phát ra ngoài giống như một cơn phong bạo quét ra xung quanh. Chỉ thấy hắn ta dấm mạnh chân đứng ở trên không trung rồi vung tay đánh ra một đạo trưởng ấn khủng bố vô cùng. Trưởng ấn thình lình hóa thành 10 trượng hướng thẳng về phía cơ thể to lớn của đế nguyên quân. Ngay khi trưởng ấn sắp sửa đánh tới, đế nguyên quân chẳng nói chẳng rằng, tay phải hắn từ từ đặt nhẹ xuống thành ghế rồi gõ nhẹ đầu ngón tay xuống. Ngay lập tức, từ trên người hắn bắn ra một đạo kình khí quyết liệt quét ra xung quanh và cùng với đó là một cổ khí lực mang theo tử khí và huyết khí hóa thành 10 đạo xiềng xích cuốn chặt lấy đại trưởng. Nhìn chiêu thức của mình bị ngăn lại một cách dễ dàng, tên nam tử có phần kinh hãi thốt ra. Cái gì, ngươi có thể ngăn lại được tiên pháp của ta? Chuyện này làm sao có thể? Không đợi hắn ta hết kinh hãi, đế nguyên quân tiếp tục gõ nhẹ đầu ngón tay đánh ra một cơn lốc tử khí hướng thẳng về phía tên nam tử mà đánh trong giây phút lơ là tên nam tử không kịp phản ứng liền bị một kích đánh trúng và bị đánh bay ra xa hàng trăm trượng lưng đậm mạnh xuống con đường rồi trượt dài ra xa thêm một đoạn nữa mới dừng lại được chống tay đứng dậy tên nam tử không một chút xây xước nhìn đế nguyên quân rồi nở một nụ cười khinh thường nói ban đầu thì ta còn có chút bất ngờ trước khả năng của ngươi nhưng đó là do ta nghĩ nhiều mà thôi chiêu thức màu mè thì ngươi có nhưng lại chẳng có chút sát thương nào đối với ta nhìn hắn ta đắc ý đế nguyên quân nở một nụ cười nhẹ đáp vậy sao Nói xong, đế nguyên quân từ từ đưa tay lên, lòng bàn tay hướng lên cao ngưng tụ một quả cầu chân nguyên rồi vung nhẹ tay ném lên cao. Quả cầu chân nguyên lơ lửng từ từ bay ra giữa rồi đột nhiên bùng phát một cổ khí lực khủng bố rồi trực tiếp bạo nổ. Ngay tại vị trí quả cầu chân nguyên hóa thành một cái lỗ hổng lớn và một cổ lực hút cực kỳ mạnh bao trùm lấy tất cả. Bị lực hút mạnh kéo về phía trước mấy bước, tên nam tử gồng mình, trên gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc rồi thốt ra. Ngưng tụ tử khí tạo thành động thiên, thủ đoạn của ngươi đúng là không tệ nhưng đáng tiếc là vẫn quá yếu ta sẽ cho ngươi thấy, động thiên thực sự là như thế nào. Nói xong, tên nam tử dẫm mạnh chân, hắn ta vung tay phải ra phía trước ngược rồi kết ấn và sau đó quát lớn. Tiên phẩm pháp quyết, động minh tường thiên, ngay sau tiếng quát thì ở sau lưng hắn ta bỗng hiện lên một điểm đen kỳ tản mát ra một cổ hư không chi lực mạnh mẽ vô cùng. Không chỉ dừng lại ở đó, điểm đen đó từ từ hóa lớn rồi bành trướng tạo thành một cái động thiên cao lên đến hàng chục trượng. Dẫm nhẹ chân đạp không đi lên cao, tên nam tử nhìn đế nguyên quân với một ánh mắt khinh thường, nói động thiên của ngươi so với ta mạnh hay yếu tiếp đó hắn ta chỉ tay về phía đế nguyên quân rồi quát lớn một tiếng hút hết tất cả mọi thứ cho ta ngay lập tức động thiên tản mát một cổ khí lực cực kỳ khủng bố và cùng với đó là một lực hút mạnh mẽ vô cùng lực hút mạnh đến nỗi khiến toàn bộ không gian phải run rẩy một cách kịch liệt và có dấu hiệu bị thu nhỏ lại chưa dừng lại ở đó toàn bộ tử khí và huyết khí ở khắp nơi đều bị động thiên này hút vào nhìn động thiên đang không ngừng bành trước đế nguyên quân khẽ cao mày trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng không để hắn ta phá tan không gian của mình, Đế Nguyên Quân vung mạnh tay một cái liền phong bế không gian và cô lập động thiên của hắn ta lại rồi mạnh tay bóp chặt một cái khiến nó trực tiếp bạo nổ. Oanh, sau khi bóp nát động thiên, Đế Nguyên Quân cảm giác trong lòng bàn tay đau rát vô cùng. Nhìn Đế Nguyên Quân chịu thua thiệt, tên nam tử đắc ý thốt ra. Phản ứng không tệ, nếu như ngươi để động thiên tồn tại thêm một lúc nữa thì toàn bộ không gian này của ngươi đã bị hút vào. Tuy ngươi đã phá được nhưng không thể ngăn được triệt để. Ngươi thấy ta nói có đúng không? Vừa dứt lời, tên nam tử tiếp tục vung tay tiếp tục thi triển chiêu thức. Từ nãy đến giờ thì ta đã cho ngươi có cơ hội thể hiện, còn bây giờ thì đến lượt ta. Đưa tay kết ấn ở trước ngực, tên nam tử nở một nụ cười nhẹ, nói. Tiên phẩm pháp quyết, nhật nguyệt vệ thiên giám, thinh linh, ở sau lưng hắn ta bỗng xuất hiện một cái gương lớn cao gần 20 trượng với hai bên thái cực là nhật nguyệt đang giao toa và tản mát ra một cổ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy hắn ta đưa tay kết ấn ở trước người rồi quát lớn. Nhật nguyệt, mở, ngay tức khắc, ở trên bề mặt cái gương bỗng hiện lên từng cái cơ quan xê dịch ra ngoài và để lộ một cái lỗ màu đen ở chính giữa. Cùng với sự xuất hiện của lỗ đen đó là một cổ khí tức tựa như đến từ hư vô đang ngưng kết lại. Sau đó không lâu, một đạo kinh khí mang theo hư vô chi lực đánh thẳng về phía đế nguyên quân. Tại mỗi nơi công kích bắn ra thì cả không gian bị chấn động và không chịu được uy lực khủng bố mà nứt ra thành từng mảng lớn. Nhìn công kích đánh tới, đế nguyên quân cao mày, ánh mắt hiện rõ sự ngưng trọng. Đáp trả công kích, đế nguyên quân vung tay rồi quát lớn một tiếng. Cửu môn, hiện từ trên bề mặt biển mấu đột nhiên rung nhẹ rồi thình lình bốc lên chín cột nước cao lên đến hàng trăm trượng. Từ trong đó là cửu môn to lớn thình lình hiện thế và chắn ngang trước công kích. Oanh, một tiếng động lớn vang lên, hư vô kình khí trực tiếp đánh mạnh lên đệ nhất môn liền khiến trên bề mặt hiện lên từng vết nứt rồi thình lình phá toái. Đệ nhất môn nát, kình khí tiếp tục đánh đến đệ nhị môn, đệ tam môn, đệ tứ môn, nhưng không có cái nào có thể ngăn cản được công kích mang uy lực khủng bố. Nhìn từng cái bị đánh nát, tên nam tử khoái chí cười lớn muốn ngăn được công kích của ta. Ha ha, nhìn từng cái bị chấn diệt, đế nguyên quân vung mạnh tay quát. Tu la địa ngục môn, mở, ngay lập tức, cửu môn được mở ra và bên trong đó là một dòng dung nham nóng hóa thành dòng bắn ra ngoài và hướng thẳng về phía hư vô kinh khí mà đánh. Oanh, thanh âm giao phong kịch liệt vang lên và bắn ra từng đợt sóng kinh khí mãnh liệt vô cùng. Nhưng đứng trước hư vô chi lực và tiên pháp thì công kích của đế nguyên quân trở nên yếu kém vô cùng. Ở trên bề mặt cửu môn dần hiện lên từng vết nứt lớn và dung nham ở trong đó đang bị bạo loạn không ngừng, Giao phong được thêm một lúc, cửu môn trực tiếp phá toái và hư vô kình khí cứ thế xông thẳng về phía đế nguyên quân mà đánh. Trong lúc công kích sắp sửa đánh tới, đế nguyên quân nhanh chóng nhảy ra khỏi đó và đạp không đứng ở trên cao nhìn hư vô kình khí phá nát bảo vị và khiến một mảng lớn không gian bị đánh nứt ra thành một cái lỗ lớn. Đứng dưới lực lượng khủng bố của hư vô chi lực, toàn bộ không gian không thể chịu. Được liền trực tiếp sụp đổ, nhìn không gian không ngừng nứt ra, tên nam tử khinh thường cười nói. Không gian nhỏ bé mà muốn ngăn bổn đế, đúng là nực cười run dế, người bây giờ còn có chiêu gì thì tung ra hết đi. Ta muốn nhìn xem một con run dế có thể vùng vẫy được đến bao giờ. Toàn bộ không gian sụp đổ, đế nguyên quân bị kéo trở lại bí cảnh nhưng có một điều khiến hắn bị giật mình là bí cảnh hiện tại đã chịu sự ảnh hưởng từ trận chiến của cả hai mà nứt ra thành từng rãnh lớn. Từ những rãnh nứt sâu không thấy đáy là từng đợt dung nham bắn ra giống như những miệng núi lửa vừa mới thức tỉnh sau hàng trăm vạn năm ngủ yên dưới lòng đất. Khuôn viên bí cảnh ngàn dặm lúc này chỉ còn lại không đến 100 và bị dòng dung nham khủng bố nuốt trọn. Tất cả những người còn bị mắc kẹt trong bí cảnh đều bị dư âm từ trận chiến của cả hai mà không thể rời đi được và bị sự sụp đổ của bí cảnh và dung nham nóng bỏng nuốt chừng. Duy chỉ có đám người Lâm Tuyết Nhi may mắn trốn ra ngoài kịp thời. Cùng lúc này, ở bên ngoài bí cảnh, đám người mang theo Lâm Tuyết Nhi đang hôn mê bất tỉnh trở ra thì ngã gục, trên gương mặt thì hiện rõ sự kinh hãi tới tột độ. Trong đầu họ, hình bóng của tên nam tử phá không mà đến một kẻ mang trên mình sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa và là kẻ sẽ khiến cả Tây vực Lâm Nguy và hắn ta chính là kẻ thù đáng sợ nhất từ trước cho đến giờ. Nhưng đó không phải điều họ lo nghĩ nhất, mà thứ khiến họ khó tin hơn là trong hoàn cảnh khó khăn thì Đế Nguyên Quân xuất hiện. Và đúng lúc đó thì họ mới chân chính nhìn thấy thủ đoạn thật sự của hắn. Thử hỏi, trên thế gian này có ai tinh cực cảnh có thể phá vỡ hư không, sử dụng hư không chi lực được như thế? Kể cả siêu cấp thiên tài cũng chẳng thể làm được, vậy mà một người như Đế Nguyên Quân lại làm được trong đầu họ lúc này có vô vàn câu hỏi và rất muốn hắn nói ra hết sự thật nhưng bây giờ còn có cơ hội nữa sao theo như ngữ khí của đế nguyên quân lúc trước thì kẻ bị phong ấn chính là tiên nhân nếu đem thực lực ra để so sánh thì con người nhỏ bé có cơ hội thắng sao trong lúc đám người đang thất thần chìm sâu trong suy nghĩ thì đột nhiên cảm thấy dùng mình một cái khi đám người ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy có hàng chục hàng trăm vết nứt hư không hiện lên và từ trong đó đi ra từng bóng người và mỗi một người đều khiến họ không thể tin được vào bằng mắt mình Tất cả những người có mặt ở đây đều chính là cường giả đỉnh cấp với khí tức trên người khủng bố đến mức khiến đám người không thể hô hấp được. Tất cả người đến đều là cường giả thánh cảnh. Trong số trăm bóng người từ trong hư không đi ra thì có một nhóm 20 vị cường giả từ trung niên đến lão niên có khí tức vượt xa thánh cảnh đạt tới thánh vương cảnh. Nhưng dẫn đầu những người đó là một lão giả với dâu tóc bạc phơ trông rất già nuôi nhưng ánh mắt lại tràn đầy tinh huyết, đầu đội kiếm quan, kiếm khí trên người tuy đã được thu liễm nhưng lại không thể ẩn giấu hết được. Lão giả này chính là cường giả đỉnh cấp nhất, đạt Thánh Hoàng cảnh đỉnh phong. Chiến lực so với những người đến đạt hàng đệ nhất, nhìn những người đến, đám người la thiên kinh hãi cúi đầu, không một ai dám lên tiếng, thậm chí không dám thở mạnh lấy một lời. Bởi vì họ biết, đứng trước cường giả đỉnh cấp này thì bọn họ chẳng khác gì một con kiến. Trong lúc đám người đang run sợ thì đột nhiên, một thanh âm trung niên nhân thoát ra. Tây vực kiếp nạn, 10 đại thánh địa không hẹn mà đến. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra, từ trong đám người có một lão giả lên tiếng đáp lời. "Đúng là chuyện này chưa từng xảy ra trong quá khứ nhưng ta cảm thấy có phần hiếu kỳ, không biết kiếp nạn này nguy hiểm đến mức nào mà tất cả thánh địa đều phải đến đây. Chuyện này chỉ có một bên biết rõ nhất nhỉ, ngay cả từ Cực Kiếm môn, Thái thượng trưởng lão cũng xuất hiện thì ta đại loại biết được chuyện gì đang xảy ra rồi." "Đúng thế, đúng thế." Một vị lão giả gật đầu lên tiếng, thanh âm ở trong hư không đó không thể nào của người khác được. "Thử hỏi thế gian này có mấy ai làm như thế được?" ngoài kia thì ta không biết nhưng trên quả tịnh cầu này chỉ có duy nhất một người có thể làm được mà thôi ha ha những người khác thay nhau lên tiếng quả đúng là danh bất hư truyền tuy ta chưa từng gặp mặt nhưng chỉ nghe tiếng quát đó cũng đủ để khiến ta cảm thấy dùng mình như thế mới đúng là danh xương thiên hạ đệ nhất cường giả chứ nếu chỉ là danh bất hư truyền thì ta đâu đến đây nghe những lời nói qua lại của những cường giả đỉnh cấp khiến đám người như chìm vào trong mộng bọn họ không hiểu ý của những người này đang nói về ai và về chuyện gì cái gì mà giọng nói ở trong hư không cái gì mà thiên hạ đệ nhất cường giả trong lúc đám người chìm sâu vào trong mộng thì đột nhiên một thanh âm cổ lão vang lên và một ánh mắt sắc lẻm giống như chủ tể từ trên cao nhìn xuống thế gian khiến đám người giang cười nói sợ hãi đến mức không dám thốt ra thành lời các ngươi nói đã đủ chưa chỉ bằng một ánh mắt thái thượng trưởng lão của tử cực kiếm môn khiến tất cả cường giả của thánh địa không dám lên tiếng phản bác nhưng đúng lúc này hư không một lần nữa mở ra và đi ra từ trong đó là một lão bà lưng gù tay chống gậy Mái tóc trắng bạc gần như che phủ hết cả gương mặt và không có một chút khí thức nào toát ra nhưng ai ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Ngay cả lão giả nhìn thấy cũng phải nhíu mày vì lão bà này cũng là thánh hoàng cảnh đỉnh phong. Cùng với sự xuất hiện, lão bà liếc mắt nhìn lão giả rồi nhếch mép nở một nụ cười nhẹ nói. Lão nhi, ta còn tưởng ngươi chết ở một xó xỉnh nào đó rồi chứ. Nào ngờ ngươi vẫn còn dám xuất hiện. Xì, đáp lại, lão giả khịt mũi khinh thường. Bà giá khón kiếp, mới có mấy chục năm không gặp mà miệng ngươi vẫn thối đến như vậy. Nếu như biết ngươi có mặt ở đây thì ta sẽ đến sao? Đúng là mất hứng, ngươi vừa nói gì, bà lão nghe thấy vậy thì tức giận quát lớn một tiếng và đồng thời bộc phát khí thức thánh vương cảnh đỉnh phong khiến tất cả những người có mặt phải chịu một cổ uy áp nặng nề đè lên vai. Lão nhi, ngươi đang muốn bị đánh sao? Ngươi đánh ta, lão giả không hề thua kém mà bộc phát cảnh giới của mình ra ngoài. Khí thức của hai người mãnh liệt giao phong với nhau bộc phát ra từng đợt kinh khí khủng bố vô cùng. Ngay cả không gian xung quanh cũng không chịu được mà rung lên một cách kịch liệt. Đúng lúc này, vết nứt hư không một lần nữa nứt ra và từ trong đó đi ra một thiếu nữ trông còn rất trẻ tuổi, tuổi tác của cô cao lắm cũng chỉ 30 nhưng khí tức trên người không hề thua kém cả hai. Cảnh giới thánh hoàng cảnh đình, nhìn hai người tức giận và sắp sửa lao vào thì thanh âm thanh thoát của nữ tử đột nhiên vang lên. Sau một thời gian không gặp mà hai người vẫn giống như nước với lửa vậy. Bây giờ đã đến tuổi gần đất xa trời rồi mà vẫn còn bốc đồng giống như hài tử vậy. Ngươi vừa nói gì, lão bà nghe thấy vậy thì liếc mắt nhìn nữ tử rồi trừng mắt và thốt ra với giọng điệu tức giận miệng lươi của ngươi vẫn chua ngoa như trước nhỉ ngươi tưởng khoác trên mình dáng vẻ nữ tử thì có thể giấu được sao tuổi của ngươi còn lớn hơn cả ta mà làm như mình là một nữ tử ta nhìn mà cảm thấy ngứa hết cả mắt ngươi mang dáng vẻ này ra ngoài có thể lừa người khác được nhưng đừng hòng lừa ta con hồ ly già bà già khón kiếp ngươi nói lại ta nghe xem trên trán nữ tử hiện lên từng sợi gân xanh và trong mắt hiện lên từng sợi tơ mấu gương mặt cô tối sầm và hai mắt hiện rõ sự tức giận quát trong lúc cả ba người đang tức giận và lời qua tiếng lại thì đột nhiên lão giả thở dài một hơi rồi lên tiếng hừ ta không thèm so đó với hai ngươi chuyện cấp bách hiện tại là tìm cách đối phó với thứ ở trong kia chắc các ngươi cũng đã cảm nhận được rồi kẻ này không phải người mà ta có thể chủ quan được nếu ta đoán không nhầm thì kẻ địch lần này chính là tiên nhân hạ phàm tuy khí tức bị thiên đạo áp chế còn thánh hoàng cảnh đỉnh nhưng vẫn không thể xóa hết được tiên khí trên người đợi sau khi giải quyết thứ này thì ta sẵn sàng phụng bồi hừ lão già ngươi vậy mà thốt ra được câu như thế này. Đúng là trời sập, lão bà hừ lạnh, đáp, nếu ngươi đã e sợ như thế thì ta cũng không chấp trách gì. Đợi chuyện này qua ta sẽ đánh với ngươi ba ngày ba đêm. Còn hồ ly già kia ngươi thấy sao? Nếu ngươi muốn đánh thì ta sẵn sàng. Nữ tử thở dài một hơi, cô cố gắng kiềm chế sự tức giận, đáp. Ta không chấp, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm. Đợi bầu không khí dần bình ổn trở lại, lão giả nhìn về phía đám người la thiên rồi lên tiếng. Các ngươi hãy giải thích chuyện này cho ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra đói mặt với ánh mắt đáng sợ của thánh hoàng cảnh đỉnh đám người nào có thể chống lại la thiên khúng núm tường thuật lại hết tất cả mọi chuyện trong lúc đám người đang chìm sâu vào trong suy nghĩ thì đột nhiên một cổ khí thức vô cùng khủng bố từ trong bí cảnh thoát ra ngoài khiến ai ai cũng phải giật mình và ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị đây là hắn dốc hết toàn lực rồi sao nếu ngay cả hắn cũng không làm gì được thì tây vực thật sự lâm nguy đứng ở bên ngoài lỗi vào bí cảnh ban đầu những cường giả kia đang có hứng thú chuyện trò và bàn tán thứ sẽ diễn ra một cách hiếu kỳ mà không mấy lo lắng. Sở dĩ họ có tự tin như vậy là vì những cường giả đỉnh cấp nhất của cả 10 thánh địa đều đã tập trung ở đây. Nhưng bỗng, một cổ khí thức khủng bố tuyệt luân từ lối vào bí cảnh thoát ra khiến ai ai cũng phải giật mình kinh hãi và cảm thấy một đợt khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Cổ khí thức kiếm đạo mạnh mẽ này đối với họ vừa lạ và vừa quen nhưng tất cả đều trở nên im bặt và đồng thời nhìn về phía lối vào của bí cảnh với ánh mắt ngưng trọng vô cùng bởi cổ khí thức kiếm đạo đó không phải ai khác chính là của đế nguyên quân lúc này ở bên kia trận chiến đế nguyên quân cùng tên nam tử giao phong một cách kịch liệt đối mặt với từng đạo công kích của hắn ta khiến đế nguyên quân chỉ biết phung kiếm để chống trả nhưng với thực lực của hắn hiện tại không thể sánh bằng nếu như thực lực chân chính của hắn hiện tại chính là thánh hoàng cảnh đại viên mãn chứ không phải mượn thánh hoàng thần niệm để cưỡng ép khôi phục cảnh giới thì trận chiến nào có khó khăn đến như vậy nhìn đế nguyên quân vừa đánh vừa quay người thối lui thì tên nam tử đó khinh thường nở một nụ cười lạnh và quát Ha ha, chẳng phải ngươi ban nãy tự tin lắm hay sao? Tại sao bây giờ lại quắp đuôi chạy trối chất giống như một con chó mất nhà như thế này? Đây chính là sự tự tin của ngươi, một kẻ muốn chứng minh sức mạnh của run dế. Theo ta thấy thì ngươi chỉ là kẻ chỉ biết nói chứ không thể làm gì. Đối mặt với ta thì ngươi mãi mãi chỉ là run dế. Tên nam tử vừa nói vừa vung tay đánh ra một đạo tiên quyết hóa thành đại thủ hướng thẳng về phía đế nguyên quân rồi bóp chặt lại. Tên nam tử phấn khích quát lớn, chết đi, bị đại thủ bóp chặt, đế nguyên quân lúc này giống như một con chim bị nhún lại ở trong lồng và cho dù hắn vùng vẫy như thế nào thì cũng không thể thoát ra ngoài được. Đúng như những gì tên nam tử đó nói, đối với hắn ta thì thực lực của đế nguyên quân hiện tại là quá yếu. Nhưng thủ đoạn trong tay hắn đâu chỉ có chừng này. Sang giác, đại thủ bóp chặt tay khiến đế nguyên quân đau đớn nhân mặt, liên tiếp là từng đoạn xương cốt bị cự lực bóp gãy vang lên. Mấu tươi từ trên thất khiếu đồng thời chảy xuống, đế nguyên quân lúc này đã bị trọng thương rất. Nặng, tuy là thế nhưng ánh mắt của đế nguyên quân từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi lấy một lần, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm tên nam tử rồi cắn chặt răng. Khóe miệng hắn khẽ run lên một cái rồi thốt ra, ngươi không phải ta thì sao có thể hiểu được, ta một khi đã nói thì chắc chắn sẽ thực hiện được. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của run dế. Kẻ mà ngươi nghĩ rằng sẽ bóp chất một cách dễ dàng. Nhến chặt răng, đế nguyên quân khẽ thốt ra, cấm pháp, bát môn lưu sinh vấn, đệ nhất môn, chuyển, đệ nhị môn, hoàn, đệ tam môn, lưu, nói xong, khí tức trên người đế nguyên quân thình lình bạo tăng. Ngay lập tức, một khổ khí tức khủng bố từ trên người hắn toát ra, tuy cảnh giới không có điểm tăng lên nhưng trong mắt tên nam tử thì thực lực của hắn hiện tại đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Lúc hắn vẫn còn chìm trong sự kinh ngạc thì đế nguyên quân đã gồng mình. Chỉ thấy hắn bộc phát toàn lực khiến đại thủ trực tiếp phá toái. Ngay sau đó, đế nguyên quân đạp không lao thẳng về phía hắn ta rồi vung mạnh tay đánh xuống. Cô tịch kiếm ở sau lưng mang theo khí tức kiếm đạo thình lình đánh xuống, kiếm chiêu phát ra tựa như kinh hồng khiến mọi thứ xung quanh gần như bị trùng xuống và phải run rẩy trước uy lực của một kiếm này cảm nhận nguy hiểm tên nam tử liếc mắt nhìn lên rồi vung tay đánh ra một đạo tiên quyết hóa thành một cái hộ thuẫn cực kỳ chắc chắn nó kiên cố tới mức mà kiếm chiêu mang theo kiếm đạo cũng không thể để lại một vết xước dù chỉ là nhỏ nhất nhìn thấy kiếm chiêu bị ngăn lại đế nguyên quân khẽ nhíu mày ánh mắt dần trở nên nghiêm nghị chỉ một cái hộ thuẫn mà muốn ngăn kiếm chiêu của ta đế nguyên quân vừa nói vừa trực tiếp tung ra đại chiêu đế cấp cực phẩm kiếm pháp tuyệt tiên kiếm, đệ nhất thức, phá vân trường, kiếm chiêu vừa tung ra thì từ trên lưới kiếm bỗng bộc phát một cổ khí thức khủng bố vô cùng. Từ một thanh trường kiếm trông nhỏ nhẹ nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một tòa thái sơn cao cao vô cùng. Thanh kiếm lúc này nặng nề đến mức khiến hộ thuẫn tưởng hiện lên những vết nứt nhỏ và đang không ngừng lan ra xung quanh. Nhìn thấy một màn này, tên nam tử khẽ nhíu mày và trên gương mặt hắn hiện lên vẻ khó tin bởi vì hộ thuẫn này ở tiên giới không phải thứ gì đó mạnh mẽ nhưng ở đây chính là tu chân giới hắn không thể tin hộ thuẫn được tạo thành từ tiên khí lại bị một tên run dế hạ giới làm nứt. Nhưng rất nhanh, tên nam tử nhanh chóng định thần lại rồi nở một nụ cười nhẹ nói. Người vậy mà có thể khiến hộ thuẫn này của ta hiện lên một vết nứt. Thật đáng khen, nhưng đó chỉ là một vết nứt không hơn không kém mà thôi. Nói xong, tên nam tử vung mạnh tay hất văng công kích của đế nguyên quân rồi vung tay đánh ra một quyền. Quyền kinh khủng bố đánh thẳng về phía lồng ngực khiến đế nguyên quân phun ra một ngụm máu tươi và bị đánh văng ra xa hàng trăm trượng rồi đập mạnh lưng xuống mặt đất gồng mình đứng dậy, đế nguyên quân lào đảo trụ vững, tay phải đưa lên ôm ngực và để lộ vẻ ngưng trọng. Nếu như hắn vừa rồi không kịp dùng chân nguyên để hộ thể thì với một quyền vừa rồi đã có thể lấy mạng của hắn rồi. Đứng dưới nhìn lên cao, đế nguyên quân thấy dáng vẻ ung dung tự đắc và ánh mắt khinh thường nhìn xuống của tên nam tử thì khít mũi nhổ ra một ngụm mấu. Sau đó, đế nguyên quân hít vào một hơi thật sâu rồi hơi không người rồi sau đó dẫm mạnh chân lao lên và đồng thời sử dụng đệ tứ môn. Đệ tứ môn, hoán, đệ ngũ môn, lực, chỉ trong nháy mắt, Đế Nguyên Quân từ khoảng cách hàng trăm trượng thình lình xuất hiện ngay trước mặt tên nam tử và đồng thời vung tay đánh ra một quyền. Đế cấp cực phẩm quyền pháp, vô cực quyền, đệ nhất thức, hám thiên địa. Tên nam tử nhìn một quyền đánh tới thì khịt mũi khinh thường, chỉ thấy hắn vung tay đánh ra một đạo tiên khí hóa thành hộ. Thuẫn ở trước người với dáng vẻ khinh thường nhìn Đế Nguyên Quân. Nhưng hắn không thể người được rằng, một quyền này của Đế Nguyên Quân mang theo lực lượng khủng bố vô cùng. Thấy tên nam tử đang khinh thường mình, Đế Nguyên Quân nhếch mép nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục phát động quyền kinh khủng bố trực tiếp đánh lên hộ thuẫn tại vết nứt đế nguyên quân dùng toàn lực đánh xuống khiến vết nứt từ ban nãy một lần nữa nứt ra thành từng đường lớn không để tên nam tử kịp phản ứng đế nguyên quân một lần nữa tung chiêu đế cấp cực phẩm cước pháp phá thiên đệ nhất thức đạp tượng ngưng tụ một lượng lớn chân khí xuống hai chân đế nguyên quân liên tiếp đánh ra từng cước lên bề mặt hộ thuẫn khiến vết nứt càng ngày càng lan rộng và rồi bao trùm lấy tất cả nhìn thấy một màn này tên nam tử chấn kinh thốt ra cái gì, người vậy mà có thể khiến hộ thuẫn của ta thành ra thế này? Thu lại hộ thuẫn, tên nam tử trực tiếp phung quyền hướng thẳng về phía đế nguyên quân mà đánh. Đoán được ý định của hắn ta, đế nguyên quân lách đầu qua một bên để tránh né một kích chí mạng rồi vòng tay ôm chặt lấy dùng lựa ép mạnh một cái khiến cánh tay của tên nam tử bị gãy thành hai đoạn. Chưa dừng lại ở đó, đế nguyên quân tiếp tục dùng cước pháp đá mạnh lên người tên nam tử khiến hắn ta bị đánh lùi ra xa mấy bước và trên khóe miệng ẩn ẩn có một dòng mấu tươi chảy xuống. Đưa tay lên lau đi vệt máu, tên nam tử tức giận quát, run dế khón kiếp, ngươi vậy mà dám tính kế ra. Là ta đã xem thường ngươi, có thể khiến ta bị thương nhẹ, ở hạ thế thì ngươi chính là người đầu tiên. Nhưng cũng chỉ đến mức như thế này mà thôi. Nói xong, hắn ta vung tay ngưng tụ hai đạo chân nguyên hóa thành quả cầu nằm trong lòng bàn tay rồi bóp chặt khiến hai quả cầu bị nứt ra và dùng tiến khí hóa thành hư ảnh của hai thanh trường kiếm. Chỉ mũi kiếm về phía đế nguyên quân, ánh mắt tên nam tử dần trầm xuống và nói. Tới đây, ngươi, không để tên nam tử kịp nói dứt lời, đế nguyên quân một mình một kiếm thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn ta rồi dùng tay đâm mạnh mũi kiếm hướng về phía lồng ngực cảm thấy nguy hiểm một lần nữa ập tới tên nam tử bộc phát toàn lực chỉ thấy khí thức trên người hắn ta cuồn cuộn giống như sóng lớn quét ra xung quanh và thổi bay đế nguyên quân ra xa hàng chục trượng chưa dừng lại ở đó hắn ta lúc này được tiên khí bao bọc lấy cơ thể và trên mi tâm bỗng hiện lên một ấn ký sau đó hắn ta dẫm mạnh chân sông thẳng về phía đế nguyên quân rồi vung mạnh hai thanh kiếm đánh xuống đệ lục môn trấn đệ thất môn sinh liếc mắt nhìn tên nam tử lão tới, trong thời khắc đó thì mọi thứ trước mắt hắn gần như bị ngưng lại một lúc. Đế Nguyên Quân đồng thời sử dụng cấm pháp nhưng như thế vẫn cảm thấy chưa đủ. Đột nhiên mở mắt, Đế Nguyên Quân thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một nỗi buồn man mác. Đệ Bát Môn, Tử Môn, Đệ Bát Môn, Tử Môn, Bát Môn vừa mở, cơ thể Đế Nguyên Quân đột nhiên run lên một cái rồi phun ra một ngụm máu lớn. Ngay sau đó, thời gian xung quanh hắn đột nhiên cô động lại và duy trì có cơ thể hắn dần thay đổi. Từ trên mi tâm xuất hiện một đạo ấn khí hình vòng xoáy và từ trong đó thoát ra một cổ khí tức tử khí khủng bố vô cùng. Ấn ký đó lúc này tựa như là một cánh cửa đi đến luân hồi, chỉ cần ai chạm phải loại khí tức này thì chắc chắn sẽ chết. Tử khí nhập thể, cơ thể đế nguyên quân cứ run lên liên hồi và khí tức trên người cứ thế tăng lên gấp hàng chục, hàng trăm lần. Khí tức hắn lúc này khủng bố đến mức khiến thời gian ngưng động hiện lên những vết nứt rồi rơi xuống thành từng mảng lớn. Ngay khi thời gian ngưng động sụp đổ thì tên nam tử đó cũng đã đánh tới, chỉ thấy tay phải hắn đâm mạnh thanh kiếm hư ảo hướng thẳng về phía lồng ngực đế nguyên quân. Ngay tại khoảng cách chưa đến một phân thì đế nguyên, quân cũng đã động, chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên đưa lên nắm chặt lấy lưỡi kiếm và dùng ánh mắt sâu thẳm giống như cõi hư vô không còn chút sinh lực. Sau đó, ý niệm vừa ra thì khí tức trên người một lần nữa bộc phát. Đế Nguyên Quân lách người qua một bên rồi dùng lực kéo mạnh khiến tên nam tử ngã nhào về phía trước thì dùng chân đá mạnh một cái. Cảm nhận thấy nguy hiểm, Tên nam tử dùng tay trái chắn ngang ngay trước ngực để ngăn cản nhưng lực lượng của đế nguyên quân hiện tại đã mạnh hơn trước gấp hàng ngàn lần. Phốc bị một cước đá văng lên không hàng ngàn trượt. Tên nam tử nhăn mặt đau đớn và phun ra một ngụm máu tươi. Đứng từ trên cao nhìn xuống, tên nam tử nhìn cánh tay đang không ngừng run lên thì khẽ nhíu mày. Hắn không thể tin được, một tên không có sức chống đỡ trước mặt hắn lúc này lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhưng khi hắn nhìn thấy tử khí trên người đế nguyên quân thì đột nhiên ngộ ra điều gì đó chỉ thấy ánh mắt hắn dần trở nên trầm xuống rồi nhếch mép nở một nụ cười lạnh. Ta còn tưởng ngươi có chiêu gì đó đặc biệt nhưng không ngờ ngươi lại sử dụng cấm pháp mượn lực lượng của luân hồi để gia tăng sức mạnh. Nhưng đó cũng chỉ là nhất thời mà thôi, ta tự hỏi ngươi có thể duy trì trạng thái này được đến bao giờ. Ta bây giờ chẳng cần làm gì, chỉ cần dương mắt nhìn ngươi bị tử khí ăn mòn từng chút một. Không đến một nén hương thì ngươi chắc chắn sẽ bị tử khí nuốt chừng tất cả. Đến lúc đó ta không cần ra tay thì ngươi cũng sẽ tự chết. Thậm chí cái chết của ngươi sẽ còn tàn độc hơn nữa, liệu một kẻ hạ giới bị tử khí ăn mòn có thể nhập luân hồi được nữa sao ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm nghe thấy thanh âm của hắn ta cứ văng vẳng khiến đế nguyên quân khẽ nhíu mày và trên gương mặt hiện lên về ngưng trọng hắn biết rất rõ tình trạng của bản thân lúc đó sẽ đón nhận hậu quả như thế nào đúng như hắn ta vừa nói đế nguyên quân sớm muộn gì cũng sẽ bị tử khí ăn mòn cho đến lúc chất đi và ngay cả sau khi chế cũng không thể thoát được hắn vĩnh viễn sẽ không thể nhập luân hồi đế nguyên quân bất giác ngẩng đầu nhìn tên nam tử rồi nhếch mép nở một nụ cười nhẹ Ngươi nói không sai, ta sớm muộn cũng sẽ bị tử khí ăn mòn và tuyệt nhiên sẽ không thể nhập luân hồi. Nhưng như thế thì đã sao? Nếu như ta sợ thì ta đã không sử dụng loại cấm pháp bậc này. Sau đó, đế nguyên quân bất giác trở nên nghiêm nghị, nói chuyện tin hay. Nhưng mà ngươi đã sai ở một điểm rằng ta không phải kẻ tầm thường giống như những lời nói của ngươi. Ta chắc chắn sẽ sống và kẻ chất chính là ngươi. Nói xong, đế nguyên quân dẫm mạnh chân sông thẳng về phía tên nam tử. Ngay tức khắc, thân ảnh của hắn giống như biến mất khỏi không gian này và thình lình xuất hiện ngay sau lưng với tốc độ nhanh đến mức mà tên nam tử không thể theo kịp. Cảm nhận nguy hiểm đến cùng cực từ sau lưng truyền lại, tên nam tử liếc mắt nhìn ra sau và định quay người để chống đỡ nhưng một quyền của đế nguyên quân giống như một quả tinh cầu khổng lồ giáng xuống khiến hắn ta đau đớn phun ra một ngụm máu lớn và trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Nằm la liệt trên mặt đất, tên nam tử gồng mình đứng dậy, cơ thể hắn lảo đảo cố trụ vững cơ thể. Một tay đưa lên ôm ngực, một tay đưa lên lau đi vệt máu ở trên khóe miệng tên nam tử tức giận cắn răng thốt ra đáng chất sức mạnh của ngươi hiện tại vậy mà có thể đánh xuyên qua được lớp phòng ngự của ta có thể khiến ta bị trọng thương như thế này ở hạ giới thì chỉ duy nhất có một mình ngươi ngươi bây giờ cũng nên cảm thấy tự hào vì đã ép ta đến mức như thế này nhưng ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi ta bây giờ sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của bản đế là như thế nào nói xong tên nam tử dẫm mạnh hai chân rồi hét lớn một tiếng chỉ thấy khí tức trên người hắn ta thình lình bộc phát hóa thành một cơn phong bạo quét ra xung quanh không chỉ có, thế, thực lực của hắn ta hiện tại đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Toàn lực bộc phát, tên nam tử dẫm mạnh chân sông thẳng về phía đế nguyên quân rồi vung tay đánh ra một đạo trưởng ấn mang theo tiên lực khủng bố vô cùng. Đối mặt với tiên pháp thì thế gian mọi thứ chắc chắn sẽ hóa thành hư vô. Đứng ở giữa trung tâm trưởng ấn, đế nguyên quân không hề tránh né mà dương mắt nhìn công kích trực tiếp đánh lên người. Ngay lúc trưởng ấn sắp sửa đánh chúng thì cơ thể hắn đột nhiên rung lên một cái và một dòng máu tươi từ trong khóe miệng chảy ra. Đế Nguyên Quân lúc này giống như muốn nói ra thứ gì đó nhưng cổ họng cứ như bị một thứ sức mạnh vô hình nào đó giữ lại ngăn không cho hắn thốt ra thành lời. Phong âm, phong nhãn, phong thính, hậu quả bắt đầu rồi sao? Trước khi phong thính bắt đầu thì bằng mọi giá phải tiêu diệt hắn ta. Không suy nghĩ nhiều, Đế Nguyên Quân toàn lực bộc phát và biến khí tức hở trên người hóa thành một vệ tinh quang bao lấy cơ thể rồi dẫm mạnh chân trực tiếp xông thẳng qua trường ấn. Ngay lúc sắp sửa đâm chúng thì Đế Nguyên Quân vung tay hiệu triệu cô tịch, tay phải nắm chặt chuôi kiếm rồi tung ra đại chiêu chỉ thấy từ mũi kiếm bộc phát ra một cổ khí thức kiếm đạo vô cùng khủng bố hóa thành từng vệ kiếm mang hình vòng cung quét ra xung quanh và hướng thẳng về phía trường ấn mà đánh dẫm mạnh chân lao thẳng tới đế nguyên quân cắn răng chịu đựng cơn đau đến cùng cực đè nén lên cơ thể oanh thanh âm kiếm chiêu cùng trường ấn và chạm một cách kịch liệt đế nguyên quân nghiến chặt răng rồi tiếp tục phát động cấm pháp để gia tăng thực lực lên gấp nhiều lần sang rác bỗng một thanh âm đổ vỡ vang lên khiến cả phiến thiên địa này phải run rẩy Đế Nguyên Quân phá một cái lỗ lớn ở trên trường ấn rồi lao qua và hướng thẳng về phía tên nam tử mà đánh. Ngay lúc hắn định tung chiêu thì hai mắt đột nhiên mờ hẳn đi và không kiềm chế được liền từ từ nhắm chặt lại. Đế Nguyên Quân không thể ngờ, phong nhãn lại đến sớm hơn dự tính như vậy. Không để bị ảnh hưởng, Đế Nguyên Quân dùng nguyên thần cảm ứng dán chặt lên người tên nam tử rồi vung kiếm đánh ra một đạo kiếm mang mang theo uy lực khủng bố có thể chớm đứt hết thảy tất cả mọi thứ. Nhìn kiếm mang đánh tới, tên nam tử khịt mũi khinh thường, chỉ thấy hắn ta dẫm mạnh chân đạp không nhảy lên cao để tránh né. Trong lúc hắn còn tưởng bản thân đã thoát được thì đột nhiên ở phía bên dưới truyền đến một cổ khí tức nguy hiểm. Khi hắn liếc mắt nhìn xuống thì đã thấy kiếm mang đuổi đến đã rất gần. Biết bản thân khó thoát, tên nam tử cắn răng trực tiếp đổi hướng lao về phía Đế Nguyên Quân. Đoán được ý định của hắn ta, Đế Nguyên Quân nhếch mép nở một nụ cười nhẹ. Hắn đã chờ đợi cái khoảnh khắc này từ lâu rồi, vung tay chỉ mũi kiếm lên cao, Đế Nguyên Quân truyền hết toàn bộ chân nguyên dung nhập vào trong lưỡi kiếm rồi tung ra một kích cuối cùng. Đây chính là cơ hội đầu tiên và cũng là cuối cùng, nói đúng hơn thì đây chính là cơ hội duy nhất để hắn lật ngược tình thế. Khí tức kiếm đạo khinh khủng tuôn trào ra ngoài và bao trùm lấy một vùng rộng lớn vô cùng. Nhưng Đế Nguyên Quân vẫn chưa cảm thấy đủ, hắn tiếp tục phát động kiếm đạo lên đến cực điểm và đạt tới giới hạn cao nhất mà ngay cả cơ thể hắn hiện tại cũng không thể chịu đựng được. Đột phá giới hạn, Đế Nguyên Quân đã mở ra được một con đường phá kiếp đây cũng chính là một kiếm mạnh nhất của hắn từ trước cho đến giờ và cũng là đệ nhất kiếm chiêu mà hắn từng mộ ra đây không phải kiếm pháp đây chính là kiếm của hắn nhất kiếm trảm thiên diệt địa hám thần ma đọa tiên đỏ thiên hạ đệ nhất đế nguyên quân chi kiếm nhất kiếm phá kiếp khai sinh ngoài kia kiếm đạo bài danh là kiếm kiếp kiếm kiếp vừa ra thiên địa run rẩy toàn bộ bí cảnh không chịu được lực lượng đáng sợ cầu một kiếm này liền nứt ra thành hàng trăm mảnh toàn bộ phiến thiên địa như đang tao mộ một đại kiếp đủ để hủy diệt tất cả ở khắp mọi nơi, từng vết nứt hư không hiện ra và đang nuốt chửng lấy toàn bộ mọi thứ và việc bí cảnh bị sụp đổ sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra mà thôi, nhưng vì một kiếm này mà mọi thứ được đẩy nhanh lên đến hàng trăm hàng ngàn lần. Đang trong lúc lao thẳng về phía đế nguyên quân thì hắn ta đột nhiên cảm thấy một cổ nguy cơ cùng cực dần bao trùm lấy mọi thứ. Ngay cả bản thân hắn là tiên đế của tiên giới cũng phải cảm thấy áp lực. Tuy thực lực của hắn hiện tại đã bị giới hạn ở thánh hoàng cảnh đỉnh phong nhưng bản thân vẫn là tiên đế. Nhưng cho dù hắn có cao cao tại thượng thì ngay lúc này cũng phải công nhận một điều rằng một kiếm này đủ mạnh để có thể rất chất hắn điều khiến hắn không thể tin được là một kẻ ở hạ giới lại có thể tung ra một kiếm mang uy lực khủng bố đến nhường này trên gương mặt hiện rõ sự kinh hãi và ngưng trọng nam tử khẽ nhíu mày rồi thốt ra thành tiếng hay cho một tên cường giả hạ giới có thể thi triển một kiếm bậc này uy lực cũng đủ để ngươi lấy làm tự hào ta công nhận ngươi chính là kẻ mạnh nhất ở hạ giới nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ này mà thôi ta bây giờ sẽ cho ngươi thấy thực lực chân chính của bản đế là như thế nào vừa dứt lời Tên nam tử cắn răng hét lớn một tiếng. Chỉ thấy khí tức trên người hắn ta giống như một cơn vũ bão quét ra xung quanh. Ở trên người hắn ta dần xuất hiện hư ảnh của một bộ chiến huy màu vàng kim trông cực kỳ bắt mắt và ở trên bảo y là từng đạo tiên văn đang tản mát ra khí tức của mình. Chưa dừng lại ở đó, tên nam tử đưa tay vào trong hư không rồi lấy ra một thanh trường kiếm quát ra quang mang màu lam nhạt. Nhìn thanh kiếm đó có phần cổ lão và trông không có gì đặc biệt nhưng khí tức từ trên lưỡi kiếm toát ra là cực mạnh. So với cô tịch thì chỉ có mạnh hơn nắm thanh trường kiếm tên nam tử chỉ kiếm về phía đế nguyên quân và ngưng tụ một điểm chân nguyên nhỏ ở trước mũi nhưng lại mang trên mình lực lượng có thể phá hủy mọi thứ ngưng tụ một lúc tên nam tử vung kiếm chỉ thẳng về phía lồng ngực đế nguyên quân mà đâm chỉ thấy một đạo kiếm chỉ lao đi với một tốc độ nhanh đến mức mà mắt thường không thể nhìn thấy và ngay cả không gian cũng phải vặn vẹo tại mỗi nơi mà nó đi qua ánh mắt ngưng trọng nhìn kiếm chỉ lao tới đế nguyên quân cắn răng gồng mình hắn tiếp tục dồn lực vào một kiếm này mãi cho đến khi kiếm chỉ sắp sửa đâm chúng thì hắn với vung tay tung kiếm cả hai đạo kiếm chiêu hướng thẳng về phía nhau mà đánh nhưng cho đến khi sắp sửa va chạm thì kiếm chiên của đế nguyên quân đột một chuyển hướng lách qua kiếm chỉ và trực tiếp la thẳng về phía tên nam tử đứng ở trên cao tên nam tử nhìn thấy kiếm chiêu đánh tới thì không tránh không né và trên gương mặt hiện lên vẻ khoái trí vô cùng bởi vì hắn biết một kiếm này không thể đánh chúng giống như những gì hắn suy đoán kiếm chiêu của đế nguyên quân tuy mạnh nhưng lại không thể đánh chúng nhưng còn kiếm chỉ của hắn ta thì lại khách một đạo kiếm mang trực tiếp đâm xuyên qua ngực khiến đế nguyên quân trực tiếp ngã gục xuống đất và sinh cơ trên người giảm xuống một cách nhanh chóng nhìn đế nguyên quân từ trên cao rơi xuống tên nam tử phá lên cười lớn một tiếng thanh âm hắn ta vang vọng khắp cả bí cảnh khiến cả phiến thiên địa này run lên ha ha đến cuối cùng thì ngươi vẫn chỉ có thế run dế thì mãi mãi là run dế mà thôi trong lúc tên nam tử đang khoái chí thì ở trên trời cao đột nhiên xuất hiện một vết nứt hư không cực kỳ lớn và một cổ khí thức thiên đạo ở trong đó phát ra khiến tên nam tử phải dùng mình cảm thấy có điều gì đó không đúng đang diễn ra, hắn ta quay người ngẩng đầu nhìn lên cao thì trông thấy từ trong vết nứt có một vài đạo xiềng xích từ từ nhô ra. Đến lúc này thì, hắn ta mới biết được ý định thật sự của đế nguyên quân không phải là hắn mà chính là phá vỡ kết giới của bí cảnh này. Nhìn đế nguyên quân dần chìm sâu xuống vết nứt, tên nam tử tức giận quát lớn một tiếng. Khón kiếp, ngươi vậy mà dám tính kế bản đế, tức giận phát tiết ra ngoài, tên nam tử nhanh chóng bình ổn lại, ánh mắt hắn nhìn về phía lối ra của cánh cổng đang dần đóng lại thì trong đầu chợt nảy ra một ý định. Bây giờ mà sử dụng tiên lực thì chắc chắn sẽ bị thiên đạo trói buộc nhưng mà may mắn thay, đường của ta vẫn chưa tiệt. Nói xong, tên nam tử dẫm mạnh chân sông thẳng về phía lối ra của bí cảnh. Cùng lúc này, cường giả 10 đại thánh địa đều thể hiện sự ngưng trọng ở trên gương mặt và một ánh mắt sợ hãi đến tột cùng. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhưng họ đã cảm nhận được một cổ khí thức kiếm chiêu mạnh đến mức mà người đứng ở ngoài bí cảnh vẫn có thể cảm nhận được. Bọn họ lúc này chắc chắn rằng, một kiếm này không phải ai khác ngoài đế nguyên quân nhưng họ chưa kịp hết bàng hoàng kinh hãi thì cánh cổng bí cảnh đang từ từ đóng chặt lại và bọn họ biết rằng nếu đế nguyên quân không quay ra kịp thời thì sẽ bị nhốt ở trong đó vĩnh viễn cho dù đám người có hợp lực để cường ép ngăn không cho cánh cổng đóng lại như thế có thể cứu được hắn nhưng cái giá bọn họ phải trả là cực kỳ lớn vì bí cảnh này không phải thứ mà bọn họ muốn nhúng tay là có thể được ngay lúc bí cảnh sắp sửa đóng chặt lại và họ cho rằng Đế Nguyên Quân đã không thể thoát ra được thì trong lòng cảm thấy chó chút tiếc nuối và trên gương mặt lại hiện rõ sự vui mừng vì một khi bí cảnh đóng lại thì cường địch ở trong đó sẽ không thể thoát ra ngoài được. Nhưng sự vui mừng trên gương mặt họ nhanh chóng vụt tắt khi cảnh cổng sắp sửa đóng chặt lại thì bị hai bàn tay bắt lấy và dùng lực từ từ mở ra. Nhìn thấy một cảnh này thì đám người còn tưởng người ra là Đế Nguyên Quân nhưng khi họ nhìn vào trong thì trông thấy một thanh niên nam tử lạ mặt sắp sửa bước ra. Ngay lúc này, đám người mới nhận ra kẻ này chính là cường địch điều đó cũng chứng minh rằng đế nguyên quân đã thất bại và rất có thể đã bị rớt chất đúng lúc này một thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên phá tan bầu không khí người lên tiếng không phải ai khác chính là thái thượng trưởng lão của tử cực kiếm môn cường địch sắp sửa bước ra mà các vị còn định đứng nhìn đến bao giờ một kẻ mà ngay cả hắn cũng không thể ngăn cản được thì các vị có thể sao nếu như để hắn ta thoát ra thì đây chân chính là kiếp nạn cùng nhau hợp lực ngăn hắn ta nhanh thanh âm lão giả vang vọng khiến tất cả bừng tỉnh hơn 100 vị cường giả đỉnh cấp cùng nhau hợp lực thi triển ra thực lực chân chính của mình. Trăm cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát khiến cả Nam Hoang Sơn mạch có một phen run rẩy và tất cả hung thú ở xung quanh không dám bước ra. Ở trong bí cảnh, tên nam tử thấy cửa bí cảnh dần ổn định lại thì bước chân ra ngoài. Trong lúc hắn đang vui mừng vì đã đặt chân xuống hạ giới được và có thể thoát được sự nhòm ngó của thiên đạo thì hí hửng vô cùng. Run dế hạ giới, bản đế đến đây, vui mừng chưa được bao lâu, tên nam tử vừa bước nửa người qua khỏi và ló mặt nhìn ra ngoài thì con người đột nhiên ngưng tụ, Mọi thứ trước mắt không giống như những gì mà hắn ta đang nghĩ ở trong đầu. Ban đầu, hắn còn tưởng bản thân vô thanh vô tức bước ra và không bị một ai phát hiện. Hắn sẽ tìm kiếm người mang trên mình huyết mạch phượng hoàng và sẽ biến cả hạ giới này quỳ phục dưới chân. Nhưng, khi hắn vừa ló mặt nhìn ra thì chào đón hắn là hơn 100 vị cường giả đỉnh cấp với từng đạo công kích hướng thẳng về phía hắn mà đánh. Nhìn thấy một cảnh này khiến tên nam tử kinh hãi vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, hắn ta trực tiếp tế ra hộ thuẫn để ngăn cản nhưng trước sức mạnh của hàng trăm cường giả đỉnh cấp cùng hợp lực thì hộ thuẫn này của hắn chẳng khác gì một tấm gương mỏng bị đánh nát một cách dễ dàng cảm nhận thấy nguy hiểm đang đến rất gần tên nam tử dứt khoát kích bạo hộ thuẫn rồi nhảy lùi vào trong và vung tay đóng lại cánh cửa bí cảnh nếu như hắn vừa rồi không phản ứng kịp thì hắn chắn chắn sẽ bị rớt chất nhìn bí cảnh từ từ đóng chặt lại tên nam tử liếc mắt nhìn ra ngoài rồi tức giận quát lớn một tiếng run dế hạ giới các ngươi được lắm bản đế sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay rốt sẽ có một ngày ta ra ngoài và ngày đó chính là ngày chết của tất cả các ngươi. Mười năm sau bí cảnh kết thúc, Thương Nguyên Vương Triều, một tiểu quốc nằm ở phía đông của Tây Vực. Tại một nơi nào đó của Nam Hoang Sơn Mạch, một tiểu nữ hài 12-13 tuổi thân mang hồng y đang ngồi ở trong một chiếc kiệu lớn và một nữ tử thanh y khoảng chừng 20 tuổi. Trong khí chất trên người nữ tử toát ra vẻ thanh cao, quyền quý với xung quanh là hàng trang binh sĩ thân mang bảo giáp, tay nắm chặt vũ khí đi thành hai hàng bảo vệ xung quanh. Khi đoàn người đang hộ tống chiếc kiệu đi băng qua vùng ngoại ô của Nam Hoang Sơn Mạch thì đột nhiên một tên binh sĩ từ ngoài xa gấp gáp chạy tới. Báo, bóng, một thanh âm êm dịu từ trong kiệu vang lên. Có chuyện gì, binh sĩ vẻ mặt gấp gáp thở ra một hơi rồi kính cẩn lên tiếng, đáp. Đại tiểu thư, phía trước hai dặm có một cái cây lớn mọc chắn ngang giữa ở giữa đường. Nữ tử nghe thấy vậy thì cao mày, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin hỏi ngược lại. Ngươi đang nói đùa sao? Ba tháng trước ta cũng đi qua con đường này nhưng đâu có nhìn thấy ý ngươi là chỉ trong thời gian 3 tháng thì có một cây lớn mọc lên được sao tên binh sĩ nghe thấy vậy thì hơi cúi đầu trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng nói tiếp còn có một chuyện khác nữa thưa tiểu thư ở dưới gốc cây lớn còn có một người kỳ lạ ngồi dựa mình ở đó tiểu nhân đã đi lại gần hỏi giò nhưng người đó dường như không có phản ứng giống như không nghe không thấy và không thể nói được ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm nếu tử nghe thấy vậy thì trầm mặc một lúc và trên gương mặt hiện rõ sự suy nghĩ đáp tại sao lại có người kỳ lạ xuất hiện ở nam hoang sơn mạch thân phận của người này bất minh nên không ngoài khả năng là kẻ địch. Tốt nhất là ta nên quay lại và đi bằng một đường khác thì sẽ an toàn hơn. Lúc này, một viên tướng sĩ ngoài 30 tuổi với cơ thể vạm vỡ, trên thân mặc một bộ chiến giáp lên tiếng. Đại tiểu thư, nếu như ta quay lại thì phải tốn thêm một tháng nữa mới có thể quay về phủ còn ta cứ đi thẳng đường này thì không đến 7 ngày. Binh Nguyên nói với giọng điệu chắc chắn, ta hiểu cảm giác lo lắng của tiểu thư nhưng xin người yên tâm, có ta ở đây thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nữ tử nghe thấy vậy thì thở phào một tiếng, biểu cảm trên gương mặt dần dịu xuống và trong lòng cảm thấy yên tâm hơn hẳn sở dĩ cô tin tưởng viên tướng sĩ đó là vì hắn chính là một thuộc hạ thân cận và cũng là người đã cứu cô không biết bao nhiêu lần nếu như không có viên tướng sĩ đó thì cô còn sống được đến bây giờ sao nếu ngươi đã dám chắc thì tiếp tục đi đi nhưng để đảm bảo thì khi đến đó thì cẩn trọng một chút một lúc sau đoàn người đi đến gốc cây kỳ lạ đó thì sắc mặt ai ai cũng hiện ra vẻ ngưng trọng ngay cả viên tướng sĩ lúc đầu còn tự tin với thực lực của bản thân nhưng khi nhìn thấy bóng người ngồi dưới gốc cây với mái tóc trắng che phủ cả gương mặt thì cảm thấy một tia áp lực. Tuy người kỳ lạ đó không bộc phát ra bất cứ khí tức nhưng trên người lại toát ra một cổ khí thế áp bức vô cùng. Khi đoàn người đi tránh qua một bên thì tiểu nữ hài vén tấm màn ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Khi cô nhìn thấy dáng vẻ người đó đáng thương thì quay qua nhìn nữ tử và nói. Minh Ngọc tỉ tỉ, ta không giúp người này sao? Nhìn thật đáng thương, Minh Ngọc nhìn qua, ánh, Mắt cô nhìn biểu cảm thương xót của Minh Nguyên thì liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong mắt cô, một bóng người dựa mình vào gốc cây với mái tóc trắng dài che phủ gần hết gương mặt. Tuy không nhìn thấy được diện mạo nhưng khi nhìn thấy đôi môi trắng dã khô nứt thì biết được người này đang bị trọng thương rất nặng. Người này đang bị trọng thương, bị thương ở trong Nam Hoang Sơn mạch mà vẫn có thể đi ra vùng ngoại ô được thì thực lực của người này chắc chắn không thấp. Có lẽ là cường giả thiên địa cảnh giống như Binh Nguyên. Nếu có thể kéo người này về dưới trướng thì thế lực của ta ở trong phủ sẽ tăng lên như thế thì ta không phải lo nghĩ về những chuyện gần đây nữa nghĩ đến đây minh ngọc vén màn vải lên và nói ta thấy người kia bị thương không nhẹ các ngươi giúp ta khiêng hắn về phủ binh nguyên hộ tống ở bên cạnh nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày ánh mắt hắn nhìn cô lộ vẻ khó nói tuy hắn không biết lý do cô có ý định cứu giúp người đó nhưng có một điều mà hắn dám chắc là mỗi khi cô đưa ra quyết định thì chắc chắn sẽ có tính toán không hỏi lại binh nguyên đưa tay ra hiệu cho hai tên binh sĩ cùng lúc này Tại một vùng không gian vô định nào đó ở ngoài luân hồi, ý thức Đế Nguyên Quân bất định trôi nổi ở trong thế giới hỗn độn. Mọi thứ ở đây đối với hắn đều rất mơ hồ, thậm chí ý thức của hắn cũng đang dần trở nên hư ảo và không còn nhận thức được rõ ràng. Hai mắt từ từ mở ra, Đế Nguyên Quân nhìn khoảng không gian hỗn độn thì khẽ lên tiếng. Ý thức bị chuyển đến nơi này đã ngàn năm rồi, thời gian ở ngoại thế hiện tại có lẽ đã 10 năm trôi qua rồi. Tuy có ma tâm bảo mệnh nhưng hậu quả của cấm pháp vẫn còn quá mạnh, nếu như lúc đó ra tay chậm hơn một chút thì cho dù có ma tâm thì ta cũng không thể thoát được cái chất. Đúng lúc này, đế nguyên quân cảm nhận được một đợt khí cực kỳ thoải mái nhập vào trong cơ thể thì khẽ nhíu mày. Đây là đan dược trị thương, chẳng nhẽ có người nào đó đang giúp ta sao? Bất giác, đế nguyên quân không kiềm được liền nở một nụ cười nhẹ. Trong một phòng nghỉ ở phủ minh gia đế nguyên quân nằm dài ở trên giường và xung quanh là hai tỷ mùi minh ngọc cùng với một lão thân mái tóc bạc phơ, tay phải thì nắm chặt quải trường. Lão thân lấy ra một viên đan dược rồi nhìn Minh Ngọc với một ánh mắt ngờ vực, khóe miệng bà đột nhiên run lên. Đại tiểu thư, người định dùng viên đan dược quý giá này để cứu một người xa lạ hay sao? Đây chính là địa cấp đan dược mà gia chủ đã tốn không ít công sức và phải hạ thấp mình mới có thể cầu được. Đây là viên đan dược có thể cứu một người vượt qua được cửa tử. Lão thân vừa nói vừa để lộ sự thất vọng và tiếng nuối. Với viên đan dược quý giá này ta không thể cho người ngoài được, nếu được thì ta cần phải nhận được sự đồng ý của gia chủ, bằng không thì ta không dám nếu như gia chủ trách tội xuống thì 10 cái mạng của lão thân cũng không đủ. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép chấm. Minh Ngọc nghe thấy vậy thì khẽ nhíu mày, ánh mắt cô nhìn viên đan dược thì lộ ra vẻ ngập ngừng. Trong đầu cô lúc này cũng đang đấu tranh không ngừng vì nếu như suy nghĩ của cô là sai, dùng viên đan dược chân quý cứu một người không có khả năng thì cô không thể thoát được sự tránh phạt của cha. Trong lúc cô đang đắn đo suy nghĩ thì một tiếng bước chân rồn rập và một thanh âm tức giận từ bên ngoài vọng vào. Minh Ngọc, con suy nghĩ lỗ mãng quá rồi tại sao lại dùng viên đan dược chân quý đó để cứu một người xa lạ? Vậy còn Minh Huyên thì sao? Con cũng biết tình trạng của Minh Huyên không được tốt mới phải chứ? Minh Ngọc dằn vặt nhìn Minh Huyên đứng khép nép ở bên cạnh đầu giường thì trong lòng nổi lên sóng dữ. Cô biết cơ thể Minh Huyên có thể chất đặc thù không thể tu luyện và yếu đuối nên có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Còn viên đan dược này chính là thứ cứu mạng Minh Huyên trong lúc. Nguy cấp hoặc có một cường giả tinh cực cảnh chịu bỏ ra đại giới giúp cô loại bỏ thể chất đặc thù và một khi loại bỏ được thì con đường tu luyện sẽ một lần nữa mở ra nhưng với thế lực của minh ra hiện tại muốn mời được một vị cường giả tinh cực cảnh ra tay thì gần như không thể và thời hạn vẫn còn chưa đến nên khiến cô đắn đo vô cùng liếc mắt nhìn minh huyên lo lắng đứng khép nép minh ngọc gượng cười một cái rồi đặt nhẹ tay lên đầu và nói minh huyên bằng mọi giá ta sẽ tìm được cách để cứu muội nhưng không phải bây giờ ta xin lỗi nói xong minh ngọc dứt khoát lấy viên đan dược từ trong tay lão thân rồi nhét vào trong miệng đế nguyên quân và trong đầu thầm cầu khẩn ông trời có mắt xin hãy cho minh ra một cơ hội Đúng lúc này cha cô gấp gáp chạy từ ngoài vào rồi kéo mạnh tay cô và lớn tiếng quát. Minh Ngọc, con đang làm cái quái gì vậy? Tại sao con lại mang một người lạ về tới đây? Con chưa thấy Minh ra ta đủ chuyện hay sao mà còn tự mang thêm rắc rồi quay về. Viên đan dược, đan dược đâu rồi? Minh Ngọc cúi đầu không lên tiếng đáp lời. Nhìn thấy dáng vẻ Minh Ngọc, Minh Viễn buông tay, trên gương mặt hiện lên vẻ thất vọng và ánh mắt không kiềm được sự tức giận nhìn cô. Hắn vừa nói vừa không kiềm lòng được mà chảy xuống hai hàng nước mắt. Chuyện đề cử, chiến thần Trấn quốc ta không biết con đang có dự tính gì nhưng viên đan dược đó chính là thứ dùng để cứu muội muội con lúc cần thiết con có biết gia tộc ta vì viên đan dược này mà đã bỏ ra cái giá lớn như thế nào không con có biết ta vì cầu viên đan dược này mà không tiếc mặt mũi của cả gia tộc chỉ vì viên đan dược này thôi vậy mà tại sao tại sao chẳng nhẽ con muốn nhìn muội muội chất dần chất mòn hay sao minh ngọc con nói đi cha con minh ngọc nhắm mắt trong đầu cô tự hỏi lựa chọn của bản thân vừa rồi đã sai hay sao bất giác trong đầu cô bỗng có một cảm giác hối hận, nếu như có thể quay lại thì cô sẽ không lựa chọn hấp tấp như thế này. Nhưng đúng lúc này, đế nguyên quân ngồi bật dậy, chỉ thấy hai mắt từ từ mở ra thì để lộ hai con ngươi màu vàng kim và từ trong đó có từng đạo tiên văn chạy lướt quá. Bất giác, một cảm giác đau nhức ở trong mắt truyền đến khiến đế nguyên quân phải nhăn mặt. Trong vô thức, tay phải hắn đưa lên che lấy mắt thì cái cảm giác đau đớn đó mới dịu xuống. Ngay khi hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt thì đột nhiên bị một bàn tay thô giáp bóp chặt cổ và một thanh âm đầy tức giận truyền đến là do ngươi tất cả là do ngươi nhanh trả đan dược lại cho ta trả mạng lại cho con gái ta